Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư Rất vui được gặp lại và đồng hành cùng với anh chị em trên bản tin tuần Vào ngày thứ sáu, ngày kết phiên Kết phiên giao dịch cuối cùng của một tuần giao dịch đúng không anh chị Và như thường lệ thì bản tin của chúng ta cũng sẽ có ba nội dung chính Phần thứ nhất thì ông Lê cùng với các anh chị em của chúng ta sẽ đi Phân tích các cái danh mục cổ phiếu tiềm năng Các danh mục khá là cơ bản cũng đã phân tích liên tục Theo dòng thời gian bản tin tuần Phần thứ hai thì chúng ta sẽ view, chúng ta sẽ đánh giá lại một số các cái kịch bản phân tích tuần trên bản tin tuần video số 182. Phần thứ ba thì ông Lê cùng với các anh chị em của chúng ta sẽ đi uh, sẽ đi đánh giá và dự báo một vài những cái xu hướng của thị trường ở trong tuần giao dịch tiếp theo, chính là tuần từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 6, tuần cuối cùng của tháng 6 của anh chị. Như vậy là chúng ta đã kết thúc 6 tháng đầu năm của giao dịch của năm 2023 và chúng ta bắt đầu đến à, 3 tháng tiếp theo là 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 chúng ta chạy nước rút và 3 tháng cuối cùng là chúng ta về đích các anh chị, chúng ta cố gắng bảo toàn à, những cái thành quả của chúng ta đã đạt được ở trong cái năm vừa qua. <laughs> Thì à, với những cái phân tích à, của Hùng ở trên kênh chứng khoán Chiến binh Điện từng con sóng nó mang quan điểm cá nhân. Vì vậy anh chị em sẽ cân nhắc À, trước khi xem và trước khi à, tham khảo, trước khi áp dụng những à, cái phân tích đó Để làm sao chúng ta có những cái góc nhìn tốt nhất, tối ưu nhất trong cái quá trình đầu tư Thì trước khi mà chúng ta vào cái bản tin tuần này à, Thì cũng có lưu ý với các anh chị một một cái điểm mẫu chốt, một cái điểm gọi là chốt ở trong tuần vừa qua Vòng đã ra một cái bản tin video 182 cộng để báo với các anh chị một cái điểm chốt đó và cái điểm chốt đó chính nó xảy ra ở khoảng tầm 10 giờ ngày 20 tháng 6. Tức là tại thời điểm đó thì ông đã nhận diện thấy rằng là phân tích rất nhiều những cái yếu tố về mặt kỹ thuật, về mặt kỹ thuật và một trong những cái dấu hiệu để mà có dự báo cái xu hướng phục hồi ở ngắn hạn của thị trường. Đó sau một cái nhịp hồi đó vào nhìn thấy rằng là tại cái thời điểm đó là uh, nóng ruột lắm rồi, sốt ruột, ruột lắm rồi. Và Ờ, tại cái thời điểm đó thì chúng ta thấy rằng là một số các cái chỉ báo kỹ thuật có thể uh, cho chúng ta thấy rằng là thị trường bắt đầu quay đầu tăng điểm trở lại 10 giờ sáng ngày thứ ba thì tại thời điểm đó là thị trường của chúng ta vẫn dập dìu dập dìu các anh chị nha thị trường của chúng ta vẫn dập dìu chúng ta chưa tăng đâu phải kết phiên ngày thứ ba thì thị trường mới kéo tăng mạnh atc và như vậy là chúng ta có một quãng thời gian khoảng từ 10 giờ đến khoảng tầm 1 giờ chiều để chúng ta mua cổ phiếu và mua với giá cực kỳ tốt tí nữa trong cái bản tin thì cũng sẽ lồng ghép để phân tích để cho các anh chị chứng minh cho các anh chị thấy là giá vốn của những tài khoản mà chúng ta mua ở ngày thứ ba là cực kỳ ok thì một cái khuyến nghị rất ngắn gọn là tại thời điểm này là chúng ta đang xác định một nhịp hồi của thị trường đó là nhịp hồi T cộng nên anh chị em đang có hàng nào, đang có cổ phiếu gì, trong tay đang có quốc thì chúng ta lấy quốc ra chúng ta cào, chúng ta đang có gọi là thuổng thì chúng ta lấy thuổng ra chúng ta, ta chiến đấu, đang có dao găm thì chúng ta lấy dao găm, đang có gọi là quốc sẻng xì ra chúng ta đang có trong tay cái gì thì chúng ta à lấy ra để chúng ta chiến đấu. Và vì sao lại khuyến nghị các anh chị em tại thời điểm mà thị trường chúng ta gặp kháng cự mạnh thì chúng ta nên đưa tỷ trọng về là gì ạ? 50 trên 50. Thì như vậy nếu như trường hợp thị trường tiếp tục kéo thì chúng ta có 50% cổ phiếu đang có trong tài khoản. Ok, chúng ta hoan hỉ cùng với thằng hàng xóm. Thế trong trường hợp thị trường đạp hoặc thị trường xuất hiện tín hiệu đảo chiều như là 10 giờ phiên sáng ngày thứ ba thì chúng ta có 50% tiền ở trong tài khoản để chúng ta mua. Các anh chị Vậy thì cái thời điểm đó chúng ta không có tiền thì chúng ta khoanh tay, chúng ta chịu trói, chúng ta chịu chết, đúng không ạ? Nhưng tại cái thời điểm đó chúng ta có tiền, à có tiền mặt thì ngay lập tức, à ví dụ tôi đang cầm gì? À, tôi đang cầm FCN gì? À tôi múc thêm FCN, tôi đang cầm C2 tôi múc thêm C2, tôi đang cầm -S, S tôi múc SHS À tôi đang cầm VX tôi mua VX, tôi đang cầm AGR tôi mua AGR. Và tôi đang cầm con gì thì tôi mua đúng con đấy. Và các anh chị, các anh chị cứ thử ngẫm lại xem là hôm kết thúc bản tin tuần này các anh chị thử soi lại xem từ thứ ba đến kết phiên ngày thứ sáu thì gần như mặt bằng cổ phiếu của chúng ta ăn ít nhất là ba cây tăng nhiều nhất là bốn cây tăng thậm chí có những mã cổ phiếu còn ăn hai hai cây tím đó vậy thì cái thời điểm nó sẽ rất quan trọng ờ, phiên có thể bản tin tuần này chúng ta phân tích cổ phiếu ít lại nhưng cũng sẽ chia sẻ với các anh chị những kinh nghiệm thời điểm rất quan trọng trong đầu tư chứng khoán đó, thời điểm nó quyết định cực kỳ nhiều ở uh, những cái yếu tố về chiến lược chiến thuật của chúng ta sau khi mà chúng ta cân cổ phiếu và giá vốn. Hai cái yếu tố đó sẽ quyết định cái sự thành công hay thất bại của chúng ta. Đó. Đó đó anh chị. Ví dụ giá vốn tốt nhưng thời điểm không đúng thì chúng ta cũng thất bại, hoặc ngược lại thời điểm tốt rồi nhưng giá vốn chúng ta vào không đúng cũng thất bại, tức là nó phải kết hợp giữa cái giá vốn và cái thời điểm. Đó, thời điểm thì thời điểm của thị trường, thời điểm của cổ phiếu, thời điểm của nhóm ngành vân 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 thì chúng ta sẽ phải có một cái kiến thức rất là tổng hợp như vậy và các anh chị về với team của hùng lê thì rất là vui các anh chị nhá đó tất cả những cái kiến thức mà hùng, hùng đào tạo có thể gọi là đào tạo cũng được rồi có thể hùng gửi gắm các anh chị cũng được hoặc là có thể hùng chia sẻ các anh chị cũng được đó thì tất cả những kiến thức đó là hoàn toàn miễn phí và đấy là những cái kinh nghiệm thực chiến và thậm chí là nhà đầu tư của team hùng lê rất là vui các anh chị có biết hình này hình gì không ạ Đấy, hết phiên kết tuần gửi cái hình ảnh này thấy cái rốn này hai cái chân hai cái tay mặt thế này Đấy, kiểu cảm giác như ông này ông bị úp trong này gọi là úp sọt hả đó đấy nó treo vui mọi người đấy nhà đầu tư đấy nhà đầu tư họ gửi ảnh lên chắc là úp sọt chắc là bảo là ý nôm na là bảo ông hùng úp sọt lừa mọi người úp sọt đúng không ạ rất vui đó thì nói vui vui vậy thôi chứng khoán là một cái bộ môn tâm lý các anh chị và khi chúng ta cảm thấy vui và chúng ta cảm thấy đây là một cái công việc hoặc đây là một cái 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 cái, cái bộ môn để chúng ta đầu tư để chúng ta kiếm tiền thì chúng ta hăng lắm chúng ta say lắm và các anh chị cứ để ý mà xem với những nhà đầu tư mà họ chuyên nghiệp hoặc là những người mà gắn bó với thị trường chứng khoán thì chúng ta thấy rằng là cái ngày thứ bảy và ngày chủ nhật ấy nó dài lắm nó dài lắm các anh chị đấy à, nhưng à, để mà chúng ta trưởng thành để mà chúng ta à, có được những cái bước đi à, tốt ở trên thị trường chứng khoán thì chúng ta cần có một cái nền tảng kiến thức à, song song với cái nền tảng kiến thức đó thì chúng ta cần có đội nhóm và cái đội nhóm mà chất lượng thì sẽ giúp cho các anh chị em có một cái tâm lý ổn định trong một cái quá trình thi đấu Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào nội dung chi tiết cổ phiếu hôm nay phân tích một số các cái mã cổ phiếu khác. Ở à, đối với C2, ở à, thì trong tuần vừa qua C2 cũng đã gì, quay trở lại test cung ở vùng 17 17.3 đấy các anh chị và nó đã có một cái lực kéo cực kỳ tốt. Như vậy là lần thứ hai thì C2 đạt lại mark target ở 18 tên 18 và à, cái điểm cao nhất của C2 đạt được là 19.4. Hiện tại thì C2 đang có lực chỉnh. À, sau một cái lực kéo như thế này thì nó chỉnh là đúng rồi. Thì tuần tới thì chúng ta sẽ dự kiến là khoảng vùng 184 đến khoảng vùng 18.7 sẽ là cái điểm chỉnh cung kỹ thuật của CCI và tiếp tục uh, kỳ vọng ngắm uh, target kỹ thuật của nó lên khoảng quanh vùng uh, <laughs> 20 năm 27. Ờ uh, CCL thì hiện tại trong cái nhóm này thì chỉ còn mỗi CCL là đang hiếu nữa thôi. CCL hiện tại thì chúng ta thấy rằng là cái biên test kỹ thuật ở vùng 7 đến 7.2 và vùng cả kỹ thuật ở đây thì vẫn ở khoảng 7.6 đến khoảng vùng 7.7. Uh, tạm thời thì trong ngắn hạn thì chúng ta sẽ uh, sẽ tiếp tục ngắm ở trong cái biên này. Cổ phiếu VPG thì về bản chất là VPG chúng ta cũng đã hoàn thành những vùng giá mục tiêu 19.4 và trong tuần vừa qua và thậm chí là tuần trước thì VPG đã có vùng 17.7 đến khoảng vùng 18.2 tương đối là ok tuần này có một lực hồi. Tuy nhiên hồi đến đây thì nó lại gặp gì đây các anh chị 19.4 là vùng cản kỹ thuật nên uh, xu hướng kỹ thuật thì khả năng tuần tới thì nó sẽ diện nó sẽ có một cái nhịp trả cung nhẹ lại ở đây. Đó nó sẽ tiếp tục trả cung lại nhẹ ở đây và nó sẽ test ở trên cái đường kênh xu hướng ở khoảng vùng 18 18.2 và về mặt tín hiệu kỹ thuật thì mình vẫn tiếp tục dự báo về mặt xu hướng là VPG sẽ tiếp tục hành trình tăng tiếp. Cổ phiếu Nabaco, Nabaco thì các anh chị có hình ảnh vui rồi đúng không ạ? hình ảnh một chàng thanh niên đang ôm một con lợn rất là to và ôm chặt. Thì như vậy là đến thời điểm hiện tại thì cái target kỹ thuật ở khoảng 21.5 đến vùng 22 là sắp sửa tuần vừa qua là suy soát 21.85, 0.15 nữa thôi thì nó sẽ đạt lên mark target 22 như vậy là nó cũng đã khá là sát với uh, những cái phân tích dự báo về mặt uh, xu hướng. Uh, tuần uh, tuần tới, tuần tới tuần này thì nó vì nó gặp cản nên là gì các anh chị nhìn thấy đây là nó đang có một cái sự lừng khừng. Và cái sự lừng khừng này có thể nó sẽ quay trở lại nó test lại đây này. Nó sẽ quay trở lại test lại cái 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 điểm 20.5 ở đây. Uh, trước khi mà thị trường uh, hoàn thành cái mục tiêu là bẻ kháng, kháng cự 1130 thì nó có thể tiếp tục uh, long tiếp Ừ, rồi cổ phiếu SMC và ADS cổ phiếu SMC ok rất là tuyệt vời ở trong tuần vừa qua thì SMC ở vùng 12.8 đến vùng 13 tức là các anh chị lưu ý này trong phiên giao dịch ngày thứ ba tại thời điểm 10 giờ thì ông bắt đầu nhận diện thấy thị trường của chúng ta có rất nhiều các yếu tố kỹ thuật tốt và cái điểm tăng của trong phiên giao dịch ngày thứ ba là đến ở phiên ATC chứ không phải đến ở trong phiên. Chính vì vậy những cái thời điểm 10 giờ thì chắc chắn là cổ phiếu đây cổ phiếu SMC khả năng cũng đang chỉ có vùng 12 8 13 thôi. Đó và chúng ta lãi một cây, hai cây, ba cây, bốn cây. Đến phiên ngày hôm nay thì đúng là đúng nó kéo về đúng kháng cự 14.5 luôn. Như vậy là chúng ta coi như hàng về, ok chúng ta có thể chốt lãi đúng không ạ? Đấy, thời điểm nó là như vậy. Thì nhìn về cổ phiếu SMC thì khả năng là cái cái về mặt tư tưởng á, về mặt xu hướng thì chúng vẫn tiếp tục ngắm 14 cái cản của nó, kỹ thuật ở đây vẫn là 14.5 đến khoảng 15. Nói chung xu hướng tuần tới thì vẫn vẫn khá là ok. <laughs> cổ phiếu ADS tuyệt vời không các anh chị, quá tuyệt vời. Nói chung là quá tuyệt vời. Đến thời điểm hiện tại thì chính thức là ADS đã hoàn thành vùng giá mục tiêu là 16 trên 16. Tuần này thì nó kéo vượt lên trên 16 và đây đang có hai cây nến test, ở hai cây nến test trên kỹ thuật gọi là test, như này là test cực khỏe đó các anh chị tức là kéo vượt 16 và sau đó gì test vượt uh, test cung trên 16 thì khả năng tuần tới vẫn còn một hai điểm nhú nữa theo quan điểm của mình như vậy và mục tiêu thì chúng ta vẫn tiếp tục ngắm ở đây là vùng uh, quanh vùng 17.8 đến khoảng vùng 18 Phân tích cho các anh chị một số uh, các mã cổ phiếu penny thì uh, MBG trong tuần vừa qua có vùng 5.6 5.7 ok các anh chị bảo là sao con này mãi nó không đi thì các anh chị cứ từ từ. Đó về đến cái vùng hỗ trợ ví dụ trong những cái tuần trước đây thì có vùng 5.4 này vùng 5.5 chúng ta ăn thì lên đến vùng 64 67 64 đây. Có thể chốt bớt rồi về đến đây. Đó phía ngày thứ ba về đến đây thì sau đó thì khả năng là cái lực hồi này nó lại đưa lại vùng 6466 thì về đến chỗ này thì chúng ta lại đảo bớt và nó chỉnh cung lại nôm na là cái gốc của chúng ta giữ lại và cái phần mà chúng ta mua được thêm thì chúng ta cứ túc tắc mà chúng ta gì ạ đảo lướt sóng mà tim mà chiến binh trên từng con sóng mà chúng ta lướt ta cưỡi sóng à, đối với mst à, cũng hoàn toàn tương tự như vậy tuần vừa qua 5.35 5.5 là test cực cực là ok và đang có một lực hồi lực hồi ngắn Tuy nhiên về đến lực hồi này thì MST đã chạm lại vùng 66162 ở đây Đó là vùng kháng cự nên xu hướng nó sẽ test lại khoảng 58 Mục tiêu khả năng với xu hướng index hiện tại thì vẫn tiếp tục kỳ vọng là nhịp này sẽ kéo lại vùng 65 đến vùng mấy đây này 65 đến khoảng vùng 68, đây là cản kỹ thuật của cổ phiếu MST HHF HSS cũng khá là ok đó từ phiên thứ hai thì nó đạp nhưng đến phiên thứ ba đó là nhận diện là cả thị trường nó hồi thì thằng nào nó cũng hồi hết á ba cây nến hồi và hiện tại thì HSS cũng có vùng 5.4 là vùng cản kỹ thuật tuần tới khả năng chỉnh cung ở vùng 5.2 và mục tiêu thì chúng ta vẫn tiếp tục công lại 5.4 và uh, cái đích xa hơn mà chúng ta đang kỳ vọng ở đây đó là vùng 5.6, 5.7, 5.8 ở đây đó là cái 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 xu hướng của uh, kỳ vọng của HSS. Uh, Sam khá là ok Ngày hôm nay thì Sam không đóng cửa được ở vùng cao nhất Nhưng uh, trong tuần thì Sam đã giữ lại được ở vùng 7 Và từ vùng 7 này, phiên giao dịch ngày thứ ba Thì Sam bắt đầu phục hồi Và phiên ngày hôm nay cao nhất ở khoảng vùng 7.4 Mục tiêu nhìn chung thì Sam vẫn uh, tiếp tục hướng về vùng 7.6, 7.7, 7.8 ở đây Đó là cản kỹ thuật của Sam Cổ phiếu TTF <laughs> TTF uh, nó thuộc nhóm gỗ các anh chị nhé thì uh, TTF ở trong tuần về mặt kỹ thuật đó, thì TTF gần như cũng đã đạt được những cái target cực kỳ là tốt sau những cái nhịp mà Hùng Lê khuyến nghị thì đến thời điểm hiện tại nó chỉnh cung thì điểm chỉnh đầu tiên là vùng 5.5 và 5.5 ở trong tuần trước thì nó bị vi phạm chính vậy nên là nó sẽ có xu hướng uh, lùi lại ở vùng hỗ trợ kỹ thuật sâu hơn và tuần này thì nó lùi lại ở vùng 5 đến vùng 5.1 phiên ngày thứ ba lùi đến đây và gì Ban, nó cũng đã uh, xuất hiện một cái lực hồi T cộng ở đây và lực hồi tệ cộng này thì khả năng sẽ chạm khoảng cả năm sáu năm bảy về đến đây rồi thì nó sẽ chỉnh cung một nhịp nữa rồi mới kéo tiếp được tức là gì sau một cái nhịp long lên thì nó sẽ có xu hướng nhả một phần và nếu như nhả ở trên 5.2 cộng thì khá là ok dlg cũng là một mã cổ phiếu mà nó kẹp cùng với thằng ttf sau khi mà được đạt được market target ở 3.5 thì dlg chỉnh và tuần vừa qua thì DLG cũng có vùng 2829 đấy là vùng chỉnh cung kỹ thuật và có một lực hồi T cộng Lực hồi này thì theo quan điểm của Hùng là chưa đạt đâu Và nó sẽ còn quay trở lại và đẹp nhất thì nó test lại ở vùng 2829 một lần nữa Tại đây nếu như lực long vào lại và cái thanh khoản được cải thiện Thì đấy mới là cái thời điểm mà các anh chị có thể thu gom thêm à, Rồi, à, cổ phiếu OGC, LIG OGC cũng là một con mã rất là hay và nó đánh tương đối là rõ nét các anh chị ở trong cái thời điểm hiện tại và trong cái giai đoạn vừa qua thì các anh chị cũng đã phân tích cho anh chị điểm này rồi 7.85 đến vùng 8 nó là vùng hỗ trợ kỹ thuật và vùng cản của nó ở đây là quanh vùng 9.4 đến 9.5 thì cái tuần vượt qua là nó vượt cái target 9.5 và sau đó gì nó quay lại test tuần này thì nó bắt đầu này ở vùng 8.45 8.6 có lực hồi t cộng từ phiên giao dịch của ngày thứ ba đó các anh chị cứ để ý rằng là nếu như mà các anh chị mà mà mua ở phiên ngày thứ ba sáng ngày thứ ba thì đến 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 phiên ngày thứ sáu các anh chị hoàn toàn là có như đủ t cộng luôn và chúng ta hoàn toàn có một nhịp hồi t đó hồi ít hay hồi nhiều thôi tăng mạnh hay tăng yếu thôi nhưng mà về cơ bản là hồi thì hồi xong rồi thì nó sẽ gì ở đây các anh chị ở đây vùng 8.45 8.6 à, à và và cái bản tin các anh chị nhá đây chính là bản tin này này à, à đây 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 phân tích chỉ số của vn index ngày 20 tháng 6 này xu hướng phục hồi này 182 cộng đấy chính là bản tin Hùng bổ sung vào ngày thứ ba chiều ngày thứ ba thì sau khi mà kết thúc phiên giao dịch thì Hùng mới làm được Còn với những cái tài khoản trực tuyến Hùng quản lý thì Hùng đã tư vấn trực tiếp từ 10 giờ sáng ngày thứ ba Ok Thì đây OGC thì chúng ta ở đây là uh, test nhẹ này Dự kiến là sẽ quay lại uh, Vùng 8.45 EVG EVG thì quá là ok rồi đúng không ạ Đạt một cái target gọi là thần kỳ ở 7.5 đến vùng 8 và nó chỉnh uh, phiên ngày thứ ba EVG có lực hồi phục uh, tuy nhiên đó đây các anh chị nó mua từ phiên sáng thứ ba là vẫn cứ lãi bây giờ vẫn cứ lãi luôn đó thì um, nói chung là nhìn về xu hướng của EVG là đây đang có một cái sự phục hồi khá là tốt khả năng còn nhả cung và uh, chúng ta nhả một uh, ít nho nhỏ, nhỏ ở đây rồi sau đó thì dự kiến là nó sẽ diện nó sẽ kéo tiếp vào đây và mục tiêu thì uh, À, chúng ta tiếp tục công lại vùng 7.5 đến vùng 8 và tại đây thì chúng ta đánh giá thêm. Các anh chị lưu ý cổ phiếu LG, LG thì quá tuyệt vời rồi. LG thì không còn gì phải nói nữa rồi, đúng không ạ? À, sau một đoạn giả đoạn chúng ta thu gom và đạt target 5.5 chỉnh cung và trong 2 tuần chỉnh cung thì LG đã tích lũy cực đẹp ở vùng 5, ở vùng 5 đó các anh chị. Ở vùng 5. Rồi sau đó thì uh, phiên kết tuần thì cực ok rồi, không còn gì nữa break vùng 5.7 khả năng tuần tới nếu có thì nó cũng sẽ có test nhẹ lại ở khoảng quanh vùng diện 5.7 rồi sau đó chúng ta sẽ tiếp tục ngắm vùng 6.5 à, LIG nó mới khởi nguyên một con sóng thôi các anh chị và LIG nếu mà bây giờ ví dụ mà Hùng bảo là ở ờ, con LIG này nó có thể lên đến tận vùng 16 thậm chí là vùng 20 thì các anh chị bảo là gì thằng này nó lùa gà nó chém gió đúng không ạ nhưng khả năng cao là LG nó sẽ đi được những cái trend như vậy đó các anh chị nhưng 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 cái gì nhưng trước mắt à, chúng ta phải phải nhìn thấy những cái trước mắt đó. Vậy thì những cái trước mắt là gì? Là 6.5, là 7.5 và thậm chí là vùng 8. Đó sẽ là những cái vùng giá mục tiêu trong ngắn hạn. Thế còn ví dụ lên đến đây xong nó phải đạp một phát, nó đạp một phát Tưng bừng các anh chị ơi, nó rũ hết sạch luôn. Nó lại quay lại về vùng 5.5 rồi sau đó từ đây nó mới xây tiếp sóng tiếp theo. Vậy thì à, chúng ta đã có vị thế thấp và chúng ta nắm được cái quy luật vận động của cổ phiếu thì chúng ta đánh cổ phiếu nó sướng vô cùng các anh chị ơi nó sướng lắm và đấy chính vì sao mà chứng khoán nó lại hay mà nó lại ham như vậy Đó nhưng hay với ham với điều kiện là chúng ta phải phải gì ạ phải có kiến thức ok rồi uh, bây giờ thì Hùng sẽ bắt đầu đi vào cái danh mục uh, chính uh, của chúng ta nhóm cổ phiếu điện thì điện thanh tra và đối với nhóm điện thì hùng cũng đã khuyến nghị các anh chị là gì hồi thì chốt à, hồi lên thì canh mà chốt thì uh, đối với pc 1 trong tuần vừa qua nó cũng đã chỉnh cung về 27.5 đây có một lực hồi tuy nhiên lực hồi này thì chúng bắt đầu cảm nhận thấy là lực hồi bắt đầu đi chậm dần rồi nên khả năng xu hướng tuần tới thì nó lại tiếp tục test lại vùng 27 thủng vùng 27 thì như vậy là À, chạy cho nó nhanh à, Đối với GEG cũng như vậy các anh chị nhé GEG cũng đã gì ạ GEG ở đây cũng đã có một uh, nhịp hồi và phiên ngày thứ ba thì nó cũng đã hồi phục từ vùng 15.6 uh, 15.6 đến khoảng vùng 16 các anh chị nhé và hiện tại thì nó bắt đầu va lại vùng cản 17 Đó là vùng cản kỹ thuật Thì về đến vùng cản thì chúng ta lại gì ạ chúng ta hạn chế thụ mua các anh chị nhé và chúng ta sẽ canh để chúng ta chốt thôi bởi vì cái điểm mua chúng ta mua sớm mà chúng ta mua được ở vùng hỗ trợ này này hoặc là ít nhất là chúng ta mua được vùng hỗ trợ 16.3 thì lên đến khoảng vùng 16 mấy thế này ở đây là vùng cản rồi này vùng cản đây này, này. 16.8 đó 16.8 đến vùng 17 đó là vùng cản kỹ thuật thì chúng ta lưu ý Ờ gách đẹp đó, gách tuần này cũng đẹp, nói chung là đẹp, tiếp tục kéo. Thì đối với gách này các anh chị này, chúng có đề cập đến đây rồi vùng 17 8 18, 18 2, vùng này không thủng thì khả năng nó sẽ kéo lại vùng 19. Chấm năm vùng 20, tuần này thì nó kéo lên tận đến vùng 21 cơ, đóng cửa vùng 20.6. Nhìn về mặt xu hướng của gách thì đang khá là ok, tuần tới khả năng chỉnh cung, à, chắc chắn là nó sẽ chỉnh về quanh vùng 20, còn nếu mà sâu hơn thì 19.5. Tết uh, test lý lý thành công ở đây thì tiếp tục ngắm cản 21 xa xa hơn thì uh, trong nhịp này gách có thể đánh về khoảng 22.5 đến khoảng quanh vùng 23 POV kép cũng có một nhịp hồi đó từ phiên thứ ba thì nó chạm cái hỗ trợ dưới ở đây thực ra nói hỗ trợ không đúng nhưng mà uh, trước đây thì nó là vùng cản nhưng mà bây giờ sau cái vùng cản đó thì gì ạ nó bắt đầu gọi là vùng test kỹ thuật <laughs> đó hồi từ được 13.5 phiên ngày hôm nay thì suýt soát lên được 13.9 suýt soát gần 14 như vậy là cũng hồi được một ít ít đúng không đó 13.5 14 nó cũng chưa được bao nhiêu Nói chung là nhịp này thì PO kép đánh nó hơi rời thì các anh chị lướt lát ngắn thôi về quanh 14 14 3 kéo được đến đấy thì cố mà chốt TV2 ở đây có vùng cản kỹ thuật ở đây là 31 32 tuần này thì nó tiếp tục kéo lại vùng 31 đồng thời ở TV2 có một điểm rất hay trong tuần vừa qua 28.5 trong phiên giao dịch của ngày thứ ba Uh, test lại và gì ạ bật lên như vậy thì ở đây vùng 32 các anh chị canh chốt bớt đi này rồi kéo lên được vùng 33 34 Ờ uh, nôm na ở trước là vùng cản thì có thì chúng ta chốt bớt và mua được ở vùng thấp thì cứ hồi lên là bán đúng không ạ BCG thì hơi yếu rồi như vậy là chính thức là tuần này thì BCG tuần trước có test lại vùng 9.5 hồi phục lên 10.2 nhưng cái đến kết tuần như này lại đuối đó nên là 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 cái đến cái tuần như vậy thì khả năng là về nó lại về lại vùng 95 97 thôi và về đến đây thì nó lại có thể thôi các anh nhé có thể uh, lại có một cái lực phục hồi nhẹ đây và nó bắt đầu một cái giai đoạn đi sideways trước khi mà hình thành được một cái xu hướng tiếp theo nhóm ngành phân đạm và hóa chất uh, đang khá là tốt nhưng mà hùng sẽ làm một cái bản tin riêng uh, đối với hai nhóm ngành này thì hiện tại là trong bản tin tuần thì chúng ta sẽ không uh, thể phân tích được có thể là ngày thứ hai sau khi mà uh, thị trường giao dịch thì cũng sẽ <laughs> phân tích để tổng hợp các anh chị một số các yếu tố kỹ thuật thì đối với VGI trong phiên giao dịch ngày thứ hai và ngày thứ ba đấy các anh chị ăn một cây hai cây ba cây bốn cây ăn bốn cây hồi luôn và đến thời điểm hiện tại thì VGI khả năng VGI khả năng sẽ diện sẽ kéo lên lại ở đây là cản kỹ thuật ở đây khoảng vùng 24.5 bốn rồi sau đó nó lại diện nó lại tiếp tục test cung và không biết là cái nhịp này thì nó như thế nào tức là quá tam ba bận đấy một bận hai bận và bận này bận thứ ba đó bận thứ ba thì để chúng ta xem thử xem là ví dụ như VGI có thể gì ạ có thể bật lên được không đó có thể bật lên được không thì như vậy chúng ta sẽ chờ thêm uh, CTR hình như là giai đoạn này cũng chỉ nằm ở biên 69.3 đến biên 70 đó là biên hỗ trợ kỹ thuật và biên kháng cự của nó ở vùng 74 đến 76 cánh chốt các anh chị lưu ý và chúng ta chỉ đánh ở trong cái biên đó thôi À, rồi, đến uh, nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp thì uh, đối với nhóm ngành bất động sản công nghiệp hùng đã có định hướng rồi. Năm nay chúng ta sẽ đánh uh, nhóm này cho đến hết năm 2023. Và trên cái quá trình đánh đó thì chúng ta sẽ tận dụng những cái điểm hỗ trợ kỹ thuật. Ví dụ đây là hỗ trợ, đây là những điểm hỗ trợ chúng ta cân vào. Ví dụ KBC ở trong nhịp này thì chắc chắn là các anh chị đã cân được thêm vùng 26 26.5 rồi. Và sau đó thì vùng cản ở đây vùng 29 thì chắc chắn là các anh chị đã chốt bớt được rồi. Và bây giờ nó lại tiếp tục đẩy lên vùng 29 và đến gần 30 thì trong tuần vừa qua đúng không ạ à, nó test lại vùng 27.5 và đây cũng đang là một cái lực hồi ngắn tạm thời như vậy đó tại vì cũng chưa có thể là dự báo được là KBC có thể bứt cản 30 hay không à, đây là hai cái nến mà khi gặp cản thì cổ phiếu bắt đầu có cái sự lầm lùi à, tuy nhiên là vì sau một cái nến kéo tăng mạnh mà nó vẫn test được ở khoảng trên vùng 28.6 28.6 là khỏe các anh chị nhé Nó vẫn test được như vậy là khỏe như vậy tuần tới thì khả năng nó còn đạp lại quanh những vùng này tích lũy thành công thì như vậy ông sẽ đánh giá tiếp ITA hơi tiếc một tí phiên ngày hôm nay đóng không đóng được ở cao nhất. Tuy nhiên là phiên ngày thứ 3 thì rất nhiều anh chị em của chúng ta là đã bắt được những cái vùng giá ở khoảng tầm 5.5 5.3, 5.35, 5.4. Như vậy ở đây là biên biên kỹ thuật của Hùng đang để ở đây là 5.45 đến khoảng vùng 5.6. Và trong tuần thì chúng ta có thể bắt thêm. <laughs> như vậy hiện tại thì chúng ta uh, ngắm về ITA như thế nào? Thứ nhất là ngắm dài, cái thứ hai nữa là gì? Sau một nhịp kéo rất tốt ở đây thì nó bắt đầu nó xả và nó xả cái cú này để nó rũ hết nhà đầu tư nhỏ lẻ đi thì hùng cũng không hiểu là nó xả theo nhịp sóng abc hay là một nhịp sóng thì chúng ta cứ phòng trừ thêm có thể có thể nếu như mà bây giờ mình nhìn ở cái yếu tố hiện tại đây thì nó sẽ nó có thể hồi lên đến đây sau đó thì nó xả một nhịp sóng c ở đây rồi bắt đầu nó mới kéo ở bên này thì đấy là tất cả những cái kịch bản mà chúng ta phải phòng trừ và khi chúng ta phòng trừ được như vậy á, thì cái tâm thế vị thế của chúng ta sẽ rất là vững vàng so so với việc của chúng ta hoảng loạn Vậy thì ví dụ trong trường hợp nếu nó kéo lên ở vùng 6 mà chúng ta cảm giác rằng là cái đà đi của nó bị chậm lại và nó không đi được nữa thì chúng ta chốt bớt đi. Ví dụ chúng ta đang cầm 19.000, 20.000 cổ phiếu thì chúng ta chốt đi 10.000 để làm gì? Để trong trường hợp phòng dư nó đạp lại ở vùng 5 đến vùng 5.2 chúng ta mua thêm 10.000 ở đây rất an toàn. Tức là gì? Tức là cái câu chuyện mà mình muốn chia sẻ với các anh chị ở đây đấy là tâm lý hành vi của con người nó sẽ quyết định à, cái sự thành công rất lớn ở trên thị trường chứng khoán. Vậy thì để tâm lý hành vi của con người nó ổn định nó ngon lành Thì chúng ta làm gì Tức là chúng ta chuẩn bị sẵn kịch bản Nếu kéo tiếp Thì thì tôi có còn cổ phiếu không à, Nếu nó đạp Thì tôi lấy tiền đâu tôi mua Đó Hoặc là nếu nó đạp Thì tôi chịu lỗ được bao nhiêu Tức là chúng ta phải viết ra Và chúng ta Căn cứ Cái tín hiệu kỹ thuật như vậy Để chúng ta Chủ động để chúng ta chiến đấu Thì như vậy là rất là ok à, Cổ phiếu SZC Trong tuần thì hồi quá là tốt luôn Thực ra SZC là hồi Ngoài sức tưởng tượng của ông Lê Bởi vì là khi mà SSC quay trở lại test ở đây các anh chị đó là vùng 348 đến đấy thì thường đã phân tích cái vùng này đúng không ạ đây là vùng hỗ trợ và có dự báo rằng là có thể hồi lại ở khoảng quanh vùng 37 36 36 37 đây thôi nhưng mà sau khi mà đạt được 36 thì cây nến của ngày thứ năm là nó bứt vượt thoát lên và đến cây thứ sáu thì nó nó đạp lại đó thì thì nó cũng đúng thôi bởi vì 37 ở đây là cản mà các anh chị đây đây đó thì cái cây nến này thì các anh chị cứ đo sang đây thì khả năng là ông xem xem nhau nó bên này có nhỉnh hơn được tí nó thì nó nó phải phải lùi lại các anh chị và điểm lùi theo quan điểm của hùng đẹp đó là khoảng 36 đến khoảng vùng 36.5 lùi về về điểm này là ok idc thì nó có một cái đặc tính là gì đừng có đua xanh đơn giản gì nó vậy thôi chúng ta hiểu được đặc tính tạo lập thì chúng ta hoàn toàn ok rất nhẹ nhàng đấy cản 44 vui vui thì đánh chốt bớt đi không vui thì thôi cứ cầm lại đúng không và đây này nó có những cái vùng hỗ trợ ví dụ trong nhịp này đúng không ạ vùng hỗ trợ 40.7 đến 41 đấy các anh chị cân và cân xong thì đấy lên vùng này chốt bớt đi và có thể biết đâu một ngày đẹp trời nó lại quay trở lại vùng dưới này thì chúng ta lại mua lại đấy tùy ờ, cổ phiếu VGC rất là khỏe luôn đấy phiên giao dịch ngày thứ hai nhún xuống và phiên ngày thứ ba ở đây nếu mua ngày thứ ba ở 43 thì bây giờ vẫn đang lái đúng không ạ ờ, nhịp này kéo 46 như vậy là cản này khá là đẹp rồi đấy, đấy VGC và thậm chí VGC các anh chị nhé VGC là À, chúng ta có những cái điểm mua cực kỳ sâu ở dưới này sau chia nhá sau chia bởi vì con này nó chia cổ tức nên là sau chia thì trước chia thì nó có thể giá nó cao hơn nhưng giá sau chia đó ở khoảng quanh vùng 31 đến khoảng vùng 32 trước chia nó và bắt đầu từ đây thì chúng ta dựng được một cái trend đó, à, trend này thì target 137.5 target 243 target 346 và target 4 ở 50 và bây giờ thì chúng ta đang tính toán đến kịch bản 50 đúng không ạ rất đẹp hai cây đến trả cung và nói chung nó trả trên 44 là cực kỳ đẹp rồi. Nói chung tuần tới thì không biết là có khoảng 43.8 đến khoảng 44 gì đó thôi. Nói chung nó trả về vùng này. Tích lý thành công và dự kiến thì nhịp này thì chúng ta sẽ tiếp tục ngắm lên vùng 49 đến khoảng vùng 50 của VGC. DTD thì tăng tốt rồi và đây là cái giai đoạn mà nó bắt đầu diện sideway. Và như cũng có phân tích các anh chị đây đó là 434 là vùng cảng kỹ thuật và vùng hỗ trợ ngắn. Ở đây vùng 28 tạm thời thì các anh chị có thể long short ở quanh cái biên hỗ trợ kỹ thuật này đó biên hỗ trợ ở biên kháng cự này thì như vậy chúng ta tạm thời ta tối ưu thêm cổ phiếu D2D thì đây ở phiên giao dịch ngày thứ ba đây các anh chị 28.5 cân quá đẹp luôn cũng ăn mấy cây nhưng mà mấy cây uh, chú lùn đấy, mấy cây này kém uh, nhìn chung ở đây thì đây uh, D2D khả năng thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục ngắm lại vùng 30 30.5 sau đó thì nó chỉnh cung tiếp ở uh, thực ra D2D thì chúng ta sẽ ngắm ở trên góc độ kỹ thuật là gì các anh chị uh, trên tuần nhá tức là ở đây nó chỉ mới hình thành thôi nó chỉ mới hình thành một cái sóng tăng thôi và đây đang là gì ạ đang là những cái bước đi đầu tiên thôi chập chững đầu tiên thôi và có nắng năng chạm 30 chạm 30 thì ông em này nếu đẹp nhé theo như cái ý đồ mà nếu mà giả sử Hùng là tạo lập á tức là Hùng một người có tiền á thì Hùng sẽ đạp về 30 xong chốt lại là đạp về khoảng tầm 25 rồi sau đó ông sẽ kéo lên 40 ông dồn tiền ông mua lên 40 sau 40 mươi hùng này đạp một phát nữa tức là đấy giả sử là hùng có tiền nhé chứ hùng làm gì có tiền mà để mà làm được như này đó ví dụ đấy như nhưng mà uh, người ta mọi mọi người cứ hỏi uh, một số anh chị hỏi hùng là tạo lập là ai đó uh, thì tạo lập chính là ông mr thị trường đây là những ông có tiền là những ông họ lưu lạc ở trên giang hồ thế hùng chả biết màn mũi là cả nhưng uh, nhưng qua những cái cái gì qua những cái cái cách đi và mình 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 mình, mình, mình mường thượng được uh, ông ấy đang ở đâu đấy ví dụ như đây đây là một nhịp và đây là một nhịp đó các anh chị, nếu mà chúng ta bắt được thì chúng ta đánh tưng bừng luôn đó. Đó, sau đó thì đạp về đây. Và bắt đầu ở đây thì nó dập dình dập dình dập dình Và đây chúng ta sẽ nhìn cảm nhận đấy và bắt đầu một cái nhịp vào đó thì nhịp sóng vào đó thì ông sẽ bắt đầu cũng sẽ khuyến nghị để mua. Đó thì cái 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 ông tạo lập là ai thì cũng chịu. Bây giờ hỏi thế thì cũng chịu. Bỏ tay. Suốt ngày ông cứ nhắc là tạo lập, tạo lập thế tạo lập là ai? Là ông Mr thị trường là cỗ máy của thị trường là tổng hợp của hàng hàng vạn hàng triệu người đấy, nhà đầu tư ở trên đất nước việt nam đấy là tạo lập nhiều người gộp lại thì nó thành một cái cân cân gió đúng không ạ và nó thổi bay một cái gì đó hả à. <laughs> rồi à, chúng ta sẽ phân tích sang nhóm ngành bất động sản dân cư thì hiện tại là dòng tiền đang đổ vào nhóm này khá là tốt các anh chị nhá dòng dòng tiền bắt đầu đổ vào khá là tốt nên khả năng là tuần tới thì chúng ta sẽ đón sóng của con này khá là ok Xe ở đây trong ngắn hạn thì chúng ta không có nhiều các yếu tố nhá, vẫn là cản 28, đồng thời chúng ta có hỗ trợ kỹ thuật 25, điểm sâu hơn thì sẽ là khoảng vùng 20 mấy đây này, 23.5 đến khoảng vùng 24. Ở nhìn chung thì trong tuần vừa qua đó trong phiên giao dịch ngày thứ ba thì nó cũng chỉ về đến cái gì ạ? về đến 25 thôi và bắt đầu nhận diện thấy thị trường phục hồi thì như vậy thì cổ phiếu nào nó cũng hồi hết á phiên ngày hôm nay thì sell lấp lại với một lực cầu khá là thấp như vậy tạm ok tín hiệu đường mát bắt đầu thu hồi và khả năng tuần tới thì tín hiệu đường mát bắt đầu xanh như vậy là cổ phiếu bắt đầu chuyển từ cái giai đoạn gì ạ tiêu cực sang cái giai đoạn tích cực đó và khi mà cổ phiếu chuyển sang cái giai đoạn tích cực á thì bắt đầu xu hướng tăng đó đồng nam như vậy nguyên lý nó chỉ có như vậy thôi thì um, chúng ta tiếp tục ngắm cản 28 DIG khá đẹp đạt 23 trên 23 và phiên ngày hôm nay thì DEG DG bắt đầu có một cái điểm test cung kỹ thuật khá là nhẹ như vậy tuần tới ở vùng 22 đến khoảng vùng 22.5 sự khiến là nó sẽ quay trở lại đây thôi nó sẽ test lại đây và mục tiêu thì khả năng là chúng ta sẽ nâng lên vùng 24 cộng của DG thì đối với DG đúng không ạ các anh chị khi mà DG cán cái vùng cản kỹ thuật hai thì cũng có phân tích cho các anh chị ở một cái hỗ trợ kỹ thuật thứ nhất đó là vùng 20 thứ hai là vùng 19 ở nôm na là nó không thủng ở hai vùng này thì cái cơ hội mà DG để mà gì ạ, để lên vùng 22 đến vùng 23, cùng nhắc lại cái câu nói này thôi. Câu nói này đã có ở trong quá khứ, anh chị có thể tìm lại. À, thì như vậy là đúng rồi, nó vẫn khá là tốt đúng không ạ? Nó lên được như vậy. Cổ phiếu hdg khá là ngon. Đấy tuần này tiếp tục công lại vùng 39 cộng. À, 39 cộng. Test cung thì khá là nhẹ nhàng quanh vùng 37. Cây nến này rút chân lên. Nói chung là 40 là kháng cự mạnh của HDG Nên chính vì vậy nên là cái xu hướng là nó sẽ tích biên 38 đến biên 40 Nó sẽ đi ở trong biên đấy để nó xác định thêm xu hướng HDC khá là đẹp. Tuần này thì HDC bứt 30 Và cây nến này thì nó đang trả cung lại một tí kẹo đây Thì khả năng cái điểm trả cung này thì nó cũng dễ hiểu thôi Chạm cản 30 mà Nên vùng 29.5 có thể test lại để tiếp tục uh, Hành trình Nhà Từ Liêm rất là đẹp À, nhà từ liêm nhà từ liêm nhà từ liêm rất ok à, sau một cái giai đoạn đó vùng 21.8 đến vùng 22 là hỗ trợ này cản ở đây là vùng 24 này và tuần này thì nó diện nó đánh bật lên vùng 24 như vậy là cực kỳ ok rồi với cái cái cách đánh như thế này và tín hiệu đường mát cũng bắt đầu gồng xanh ở à, tuần tới thì nó sẽ test lại ở khoảng 24.5 đến khoảng vùng 25 mục tiêu như vậy là nhà Từ liêm sẽ tiếp tục công lại cản 26 cộng và hướng tới những cái target cao hơn 55 <laughs> cũng khá là đẹp, các anh chị nhìn thấy đây. Cản kỹ thuật của Nam Long là 35 thì đến thời điểm hiện tại là gì Tuần này thì Nam Long tiếp tục hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 35 trên 35. Đồng thời ở đây nó có một cái hỗ trợ kỹ thuật 31 đến khoảng vùng 31.3 như vậy cái xu hướng đi của Nam Long hiện tại vẫn đang rất là happy. Cho đến cái tuần thì nó bị chốt khá là mạnh nhưng mà cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây đó là vùng 33.4 thì cả năm tuần tới nó sẽ test lại và nó giữ lại được cái vùng này thì vẫn là đẹp. Thậm chí là 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 có thể là nó nó sẽ hạ xuống một cái độ sâu hơn. Ờ, tuy nhiên là đối với cái xu hướng của Nam Long thì Nam Long Hùng cũng đã phân tích một cái nhịp sóng đâu đó khoảng từ vùng 24 25 các anh chị có thể xem lại và đến thời điểm này là đã lên đến tận 35 rồi. Đấy thì cái tâm thế vị thế của cái người mà mua ở vùng 24 25 nó sẽ khác với cái tâm thế vị thế của anh em trao ở bên này đúng không ạ? Đấy thì nó sẽ khác nhau về giá vốn là như vậy, còn thời điểm nữa. Đó. KDH cực đẹp, các anh chị lưu ý KDH cực đẹp, các anh chị FOMO được à, Tuần tới múc mạnh vào múc cật lực vào các anh chị nhá bởi vì là gì sau một cái giai đoạn mà và thậm chí là kdh cũng đã phân tích những cái, nhịp trước này rất là hay không biết là các anh chị có có, có nắm được cái linh hồn gọi là cái linh hồn cái cái, cái gọi là cái, cái, cái tâm hồn thì nói đúng hơn cái tâm hồn cổ phiếu ấy nó đẹp nó đẹp như thế này đấy nó nó một phát ở đây xong đấy là một phát 28.5 này xong nó một phát ở đây là khoảng đâu đó bao nhiêu ta 29 2 này rồi trong tuần vừa qua rồi trong tuần vừa qua các anh chị lại thêm một phát nữa lại cực đẹp gọi là đẹp như kiều à, đấy về đến phiên ngày thứ ba đúng 30.2 Đó à, 30.2 cam đoan với các anh chị là 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 chắc chắn là chúng ta sẽ mua được 30.2 30.3 đấy nếu chúng ta đang cầm và tuần này hai cây nến cái tuần này là cực đẹp luôn mục tiêu tuần tới các anh chị nhé nắn nốt thì chúng ta có thể là tưa tưa khoảng vùng 31 và sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục ngắm lên vùng hỗ trợ à, vùng cả cái thuật 33 5 KTH cực đẹp Đạt Phương cũng hay Đấy, Đạt Phương các anh chị nhìn đến đây từ một cái nhịp mà chúng ta phân tích lan lăn lóc Nói chung Đạt Phương chúng ta phân tích dài lắm rồi đấy Bắt đầu từ đây này Đấy và ăn qua qua rất nhiều các nhịp sóng thì đến thời điểm hiện tại là bây giờ đây là <laughs> uh, Tuần vừa qua thì nó test lại quanh vùng 32 cũng cực đẹp Mục tiêu ngắm ở cản 35 35.5 đến khoảng vùng 36 Ok Ờ, cổ phiếu HQC, HQC ở đây này ở đây là HQC ta HQC nói chung là cũng chưa có nhiều đột biến đâu. HQC thì vẫn đang như phân tích mà chúng ta đã phân tích thì đây là vùng 435 đến khoảng vùng 4.5 có lực hồi lực hồi này mà đẹp thì nó cũng chỉ lên khoảng quanh vùng 4.8 đến 5. HQC phải chờ thêm một tí thông tin nữa các anh chị mà thông tin gì thì ta sẽ tiết lộ sau nhưng nôm na phải chờ thêm một tí thông tin nữa thì mới đánh được còn đây là giai đoạn nó tích lũy à, tạo nền SCR quá đẹp luôn đấy đúng 7.75 xong kéo vụt lên và điểm kéo này mà mon men mà đẹp thì khoảng quanh vùng 8.4 8.5 Uh, à, cổ phiếu LDG LDG ở đây là gì ta LDG ở đây kéo lên 5.5 và gì đạp lại Nói chung là con này thì ngắn hạn thì họ đang 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 đang, đang rang lạc nhưng mà rang cũng hay đấy chứ đúng không ạ đây hỗ trợ thì các anh chị có thể cân và lên đến cái phần phần năm bốn năm năm này thì thôi dừng lại đúng không ạ tại sao chúng ta phải mua cổ phiếu ở vùng kháng cự các anh chị cứ trả lời cho hùng câu hỏi đó rồi drh cực hay luôn tuần vừa qua nó đạp về quanh 6 đúng vùng hỗ trợ kỹ thuật xong rồi nó kéo lên lại kéo lên vùng 7 cộng rồi khả năng tuần tới thì nó lại trao lại phát nữa nói chung là drh nhịp này thì hùng đang mong 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 muốn của nó là sẽ khoảng năm thì thì vào chứ còn trên này thì hơi cao bởi vì mình đã nhỡ bán mất hoặc là mình chốt lãi rồi mà mình vào những vị thế ở trên này mà mình không có cổ phiếu trong tài khoản là rất nguy hiểm Các anh chị nhé rất nguy hiểm ví dụ chúng ta đang có trong tài khoản thì ok luôn tốc luôn vùng 6 bởi vì phiên giao dịch ngày thứ ba thỏa mãn điều kiện gì các anh chị thỏa mãn điều kiện là cả thị trường tăng thì cổ phiếu bé cổ phiếu nhỏ cổ phiếu to cổ phiếu lớn gì là nó cũng tăng hết á đó và mình lại đang có vị thế Ví dụ mình đang có 10.000 thì mình xúc 5.000 ngay lập tức Nhưng ví dụ như là là các tài khoản mà không có thì ví dụ xúc như vậy thì có thể có ăn nhưng mà cái, cái mức độ an toàn cái mức độ kiểm soát rủi ro của nó nó sẽ kém đi rất là nhiều Ok ở nhóm ngành dầu khí các anh chị nhà dầu khí thì cũng đã tăng khá là tốt rồi tăng rất là tốt ở thời gian vừa qua rồi à xin lỗi cả nhà chưa đến nhóm ngành dầu khí đâu còn một lô nữa mới đến nhóm ngành dầu khí nhóm thép SPG quá đẹp như vậy là thép ở sau một cái giai đoạn tích lũy đi ngang và đến thời điểm tại thì uh, trong tuần này thì Hòa Phát chính thức vượt vùng 24 vươn lên cản 25 với một lực cầu cực kỳ là ok quánh toàn 23 đến tầm 40 triệu cổ phiếu như thế này thì không tăng mới là lạ Đó, tiền toàn là tay to mà toàn những thằng có tiền nó nhảy vào đây này đây chính là những thằng tạo lập với các anh chị này những cái thằng tạo lập thì nó mới kéo lên được cái này nhỏ lẻ làm sao mà kéo được nó nhỏ lẻ chúng ta thì kéo tí là xong nó bở hơi tai rồi tạo lập nó táng phát là lên gang luôn đó thì đây là hòa hòa phát sẽ sẽ test lại ở khoảng quanh vùng 25 dự kiến 25 nếu mà sâu sâu hơn thì khoảng vùng 24.5 nhưng mà vùng 24.5 thì khả năng khá là khó bởi vì bắt đầu vào nhịp kéo rồi mục tiêu thì khả năng 27 28 nhịp này ok hoa sen đẹp đó thì cân cây nến ngày thứ ba đúng không ạ thì chúng ta cũng lãi được một cây hai cây ít nhất là lãi được hai cây và hiện tại thì hoa sen cũng đang hướng về cái target mục tiêu khoảng 17.5 đến khoảng vùng 10 bảy uh, 17 8 18 dự kiến là như vậy và tuần trước tuần tới thì chúng ta cũng sẽ gì ạ sẽ tiếp tục uh, bám sát ở cái vùng kháng cự đó rồi uh, cổ phiếu Nam Kim cũng như vậy đó các anh chị Nam Kim thì trong bản tin phân tích tuần thì cũng có dự kiến là đã đá về khoảng quanh vùng 16 đến khoảng vùng 16.2 nhưng đến phiên giao dịch của ngày thứ ba là gì ạ bắt đầu có tín hiệu nên là gì ạ họ dô ta kéo hò dô ta thôi đấy thì như vậy là gì cái điều cái điểm quan trọng nhất đó là thực chiến các anh chị nhé chứng khoán nó là thực chiến những cái lý những những cái lý thuyết ở trên sách vở là vứt đi hết các anh chị đánh nhiều các anh chị va chạm nhiều các anh chị chết nhiều các anh chị bị đập nhiều đập nhiều rồi, rồi bắt đầu mới trưởng thành lên đó chứ mà các anh chị bị đập là các anh chị lại đổi ra à, bố thằng kia nó lừa tao Ô, bố thằng kia nó lùa gà ơ bố thằng kia um, nó xúi tao rồi a à, thế này thế kia thì như như vậy vô hình dung các anh chị vẫn sống trong một cái vỏ bọc đó là vỏ bọc gì ạ vỏ bọc của sự an toàn vỏ bọc của sự ngụy biện đó sai mình phải nhận sai sai là sai mình sai chứ đừng có đổi cho thằng khác thì thì tại sao mình sai rút ra kinh nghiệm để làm sao không sai và chúng ta cứ như vậy chúng ta đi như vậy đi như vậy đi như vậy và trong cái 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 chặng đường đầu tư chứng khoán hùng nghe rất nhiều người vùng cũng thu thập rất nhiều thông tin nhưng mà chưa bao giờ cũng đổi lỗi ra hết đó cái sai là sai của mình mình không có kiến thức mình mình chưa hiểu được cái 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 bản chất của thị trường mình chưa hiểu được cái bản chất cổ phiếu nó đi như nào thì tại sao mình đánh được đúng không ạ nhưng khi mình hiểu được rồi đó thì ok như vậy là mình 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 sẽ đúng lên rất là nhiều đó tất nhiên là trên thị trường chứng khoán thì không ai nói tài nói giỏi được anh chị nha. à, mình có phân tích thì à, cái xác suất thắng lợi nó sẽ nhiều hơn cái xác suất là thất bại đó, đơn giản thì có như vậy thôi. Đó, ví dụ như các anh chị chỉ có một cái câu nói thôi là ok, ai đang có cái gì mua cái đấy, nhưng nó mang ra tiền bạc, nó mang ra rất nhiều thứ cho các anh chị. Đó, trong cái phiên giao dịch ngày thứ ba, nó đơn giản thì có như vậy thôi. Đó chúng ta cho nhau cái gì? Cho nhau uh, chia sẻ với nhau một cái kiến thức nho nhỏ như vậy. À thì có thể là con nó có đúng có sai nhưng mà thôi không sao cả. Cái đấy là chúng ta không có tranh luận. Đó, tranh luận ở trên 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 nhóm. Uh, đẹp quá các anh chị, đẹp 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 nam kim này ăn 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 hẳn ba cây mà ba cây gọi là ba cây 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 gọi là không về bảy chú lùn ba cây này là ba cây gì nhỉ Don Quixote đấy rất đẹp khỏe quá nhìn rất là sướng luôn phê luôn cái gì mười bảy sáu mười tám mười sáu mười tám là sẽ là cái vùng mà nó sẽ test lại nhẹ nhàng là như vậy nhưng khả năng thì thì test cái vùng này nó khó bởi vì cầu bây giờ nó đã đẩy khoảng tầm 16 20 triệu cổ phiếu rồi thì cứ như thế này là khả năng nó băng băng nó đi thôi ngắm đến cả 19 Uh, VGS cũng đẹp VGS tuần vừa qua đó uh, hoàn thành vùng giá mục tiêu 18.5 và lực đi cũng từ phiên giao dịch ngoài thứ ba thì nó cứ thường sừng sững thế nó đi lên thôi đấy như vậy là chúng ta bắt đáy thành công nói chung là như vậy ngắm lên vùng 19 và xa xa hơn thì khoảng vùng 20 20.5 nói chung là đây sự kiến là như vậy TVN TVN nó đánh trên chạc ngày thì nó hơi rối các anh chị nhé nhưng mà chúng ta Ờ uh, đưa sang chạc tuần để chúng ta nắm được cái linh hồn thôi đó, nắm được cái cái cách mà cổ phiếu cái cái thẩm cái cái cách đi của nó thôi thì như vậy là gì thứ nhất đó là vùng 5 5.2 nó đã đi qua và bắt đầu nó đẩy lên được vùng 7 tức là gì đến tại thời điểm hiện tại là cái phân tích kỹ thuật của Hùng là đã đạt được cái target 7 đến 7 vậy thì sau khi nó đạt 7 đến 7 rồi ấy, nó nó rũ đây là đang là rũ này vậy thì nó rũ về đâu cực đẹp bắt tuần vừa rồi nó rũ về 6 khá là hay đó rũ về 6 hoặc có trường hợp nó sâu hơn là nó rũ về tận vùng 5.5. Như vậy gì? Như vậy là với những cái vị thế mà chúng ta xác định đánh dài là chúng ta sẽ căn hai cái vùng đây là hai cái điểm mua vàng các anh chị nhá. Các anh chị hiểu điểm mua vàng không? Điểm mua vàng đó là điểm tối ưu về giá vốn, tối ưu về thời điểm, tối ưu về tất cả mọi thứ. Đó thì các anh chị canh đó. TLH cũng như vậy. TLH quan điểm Hùng cũng là gì? Chúng ta đánh dài và TLH các anh chị ơi, các anh chị có thể ngắm lên cho Hùng những cái target khoảng quanh vùng 19 20 được không ạ? Đó, chứ chúng ta đừng có, đừng có lóng ngoang lóng ngoang những cái cái nó, nó nó be be dưới này nhìn nó khó. Đó, vậy thì sau khi mà nó tích được cái vùng 5.8 vùng 6.3. Thì trong cái mục tiêu, ở uh, trong cái mục tiêu ở bên này là cũng có để đến đây là vùng 8.5, các anh chị tuần này nó có 8.5 luôn. Đó, tuần trước có 8.5 và tuần này cũng có 8.5. Vậy thì cái câu chuyện là gì? Cái câu chuyện là uh, và khi mà nó 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 nó, nó đây 8.5, vẽ các anh chị như vậy. 8.5 để chúng ta hình dung được một cái bức tranh tổng quan và nó nó có điểm test này cực đẹp 76 78 cực đẹp luôn các anh chị <laughs> như vậy vùng 76 78 là cái vùng mà các anh chị thu gom thêm và trong trường hợp gọi là xấu xấu hơn một tí thì chúng ta có vùng 7.15 đó vậy thì ở trên cái chặng đường dài như vậy nó đi không phải phăng phăng nó đi đâu đó, nó đi rồi nó lại gì nó nghỉ ngơi và những cái điểm nghỉ ngơi là những cái điểm mà điểm mua vàng là các anh chị điểm mua vàng để chúng ta tiếp tục một cái hành trình phía trước ok Ờ rồi đầu tư công vật liệu đầu tư công ksb ksb đẹp KB tuần này nó đánh cũng tương bừng ấy quá đẹp thì nhóm ngành đầu tư công vật liệu đầu tư công thì vẫn khuyến nghị cho các anh chị thôi hết năm 23 và tuần này thì Uh, một cái điểm là thứ nhất là KSB nó đã tích lũy thành công ở vùng 26 26.3 và bứt cản 28. Sau khi bứt cản 28 luôn thì nó có ba cây nến này là cực cực khỏe luôn. Vùng 28.8 đến khoảng vùng 29 nó test tích lũy được hai cây và như vậy thì khả năng là tuần tới thì còn có điểm test tích lũy trước khi mà nó bứt cản 29.5, tức là ở đây cách bứt xin lỗi cả nhà, bứt cản 30. Ở uh, bứt cản 30 xong thì chúng ta sẽ hướng đến cái vùng giá mục tiêu của KSB khoảng quanh vùng 32 32.5. Uh, PLC thì trong tuần cũng đã có một cái lực bứt khá là tốt ở đây <laughs> thì nó cũng tiếp tục là va vào vùng cản kỹ thuật ở 40 các anh chị nhé 40 là vùng cản rất là mạnh nên nó phải nghỉ ngơi lại tuần tới thì nó có thể nghỉ lại khoảng quanh vùng 37.8 đến khoảng vùng 38 đánh ra tiếp cổ phiếu BCC BCC cũng đẹp đấy BCC trong tuần vừa qua đây các anh chị đấy từ phiên giao dịch của ngày thứ ba xong phát là nó sừng sừng nó đi lên một cây nến đẩy mạnh và hai cây nến test lại ở trên vùng 14 là đẹp. Nói chung là 13.5, 14 sẽ là vùng gì ạ? BCC sẽ tích lũy trở lại. Mục tiêu chúng ta ngắm lên vùng cản 15.5. À, nhóm ngành đầu tư công gồm có VCG, à, VCG sau chia các anh chị, VC, à, VCG lại có thành VGC. VCG sau chia thì hiện tại là nó đang tiếp tục công cái vùng cản kỹ thuật ở đây, vùng cản 22. Nhìn về mặt ý đồ thì nó đang đi khá là rõ sóng, khá là rõ sóng. À, như vậy thì tuần tới à, nếu có chỉnh cung thì chúng ta sẽ tính toán cái vùng ở đây đó là vùng 20.8 đến khoảng vùng 21 tích lũy thành công Tiếp tục ngắm Target 22 Bứt cản 22 thì chúng ta sẽ xây tiếp Đằng sau FCN trong tuần cũng à, có một cái lực đánh tương đối là tốt và hiện tại thì FCN đã vươn lại được cái Target 16.5 Tức là hiện tại thì à, Hiểu nôm na đó là nó đã đạt mắc cái Target thiết kế tín hiệu đường Mark khá là ok luôn Tuần tới thì chúng ta sẽ dự kiến lại ở khoảng quanh vùng 16 nó sẽ tích lũy lại một tí ở đây và chúng ta sẽ đánh giá thêm tích lũy thành công ở vùng 16 thì khi đó sẽ nâng target lên C4G cũng khá là tốt C4G khỏe các anh chị trong tuần vừa qua thì gần như C4G không 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 test lại không test lại cái điểm ở đây đó điểm 12.5 không test lại điểm 12.5 phiên giao dịch ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba thì nó chỉ quay lại vùng 13 thôi và từ phiên ngày thứ ba thì nó sừng sừng nó kéo lên lên 14.5 và hai cái nến test à, sau hai cái nến test này thì tuần tới chắc chắn là 13.8 thì chúng ta không phải bàn rồi đương nhiên là nó test lại mở cái vùng 13.5 ở đây khả năng là nó sẽ quay lại 13.5 à, test tích lũy thành công ở đây nó một hai nhịp long lên sọt xuống ở đây này À, rồi khi đó thì chúng ta sẽ tiếp tục ngắm lên 14.5, 15 và thậm chí là nhịp này nếu như chúng ta nhìn ở, ở đi theo những con sóng, đi theo những con sóng thì sau khi mà lên 14.5 rồi thì nó có thể đi lên 15. Và bứt được cản 15 rồi thì nó có thể đi lên ở đây là khoảng quanh vùng 16.5 đến vùng 16 rồi sau đó nó mới chỉnh cung. Như vậy là C4G cũng đang hướng đến những cái vùng giá mục tiêu rất là hay. G36 cực đẹp, khỏe, trâu khỏe. Thì G36 uh, Hùng có phân tích rồi đúng không ạ, các anh chị Một cái giai đoạn nó tích lũy tạo nền ở đây, 8.3, 8.5, đấy là những cái điểm mua vàng Sau đó thì target kỹ thuật của nó là 10, ok các anh chị có 10 chưa Tuần trước có 10, tuần này thậm chí còn có 10.5 Đó Thì uh, chúng ta cứ xây từ từ như vậy và đối với G36 Hùng có uh, Hình như ở bên cái chạc kỹ thuật tuần này thì Hùng có nói với các anh chị rồi Nó đây nó chỉ là mới là khởi nguyên của một con sóng thôi các anh chị Và G36 các anh chị yên tâm nó nhịp này nhìn thế này là vào buồng rồi đấy anh này anh chỉ cần bay cái khoảng ở đây nữa thôi khoảng 11.5 nữa thôi 11.5 nữa là cực ngon đấy bay con 11.5 này thì 20 bay con này thì là 20 chắc chắn là 20 không phải nghĩ đó và tất nhiên là trên con đường đi lên 20 thì nó còn phải gặp gành anh chị nhưng nhìn về một cái bức tranh tổng quan thì như vậy là khả năng là sóng đầu tư công chúng ta đánh hết năm 2023 thì hoàn toàn khả thi ở quanh vùng 20 Ờ, nhóm anh nhiều khí nhóm anh nhiều khí thì cơ bản là tăng tốt rồi các anh chị và thôi chốt thôi được rồi ăn thế thôi ăn phần những người sau với chứ ta ăn từ gốc đến ngọn ăn hết thì, thì 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 phần những người sau như thế nào đánh chứng khoán là chúng ta phải 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 happy một tí các anh chị nhé nhường lộc cho người đến sau thì sau này chúng ta mới có lộc chứ chúng ta cứ khăng khăng là chúng ta phải không ta phải bán đúng đỉnh ngơ ta phải bán xong cái thằng đằng sau mua chết sấp mặt hay là tôi phải bán xong thằng đằng sau phải chết 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 không còn gọi là gì để ấy nữa thì như thế nó tàn bạo quá đúng không anh chị chúng ta bán xong chúng ta phần tí lộc đằng sau cho mọi người thì cũng được không sao bởi vì sao bởi vì mục tiêu của chúng ta đã hoàn thành rồi các anh chị ví dụ PLX 38.2 chúng ta hoàn thành những vùng giá mục tiêu rồi thì chúng ta giữ lại khoảng 50 phần trăm thôi phần còn lại thì trao đi trao lại về 37 thì trao ít hồi lên 37.5 37.6 thì bán ra cái ít đó rồi lại về 37 lại trao ít rồi con nếu mà may mắn nó hồi lên lại 38 lại bán ra tức là cái giai đoạn này là giai đoạn vơ bèo vượt tép các anh chị đó rồi ở PPS PVS gặp cản và đến thời điểm này thì cũng tương đối căng cứng PVS như vậy là trong tuần vừa qua nó tiếp tục đi được đến cái vùng cản 33 ba 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 nhưng mà cây đến ngày hôm nay là một cây nến chốt tương đối là mạnh tín hiệu đường mát bắt đầu có sự suy yếu chính vậy nên là tuần tới thì khả năng sẽ chỉnh về 31.5 điểm sâu hơn thì chúng ta sẽ tính toán ở vùng 297 đến vùng 30 PVD cũng bị chốt rồi các anh chị nhé PVD như vậy là gì đó và vì sao chốt thì các anh chị đều hiểu là gì lên đến 25.5 rồi mà vẫn cắm đầu cắm cổ mua ai à, chả kỳ lạ cũng không hiểu đó thì trong cái phân tích kỹ thuật cùng là gì Hỗ trợ đây các anh chị mua thùng không có chê trách cái gì 2323.3 các anh chị mua đi. Ok. Vào điểm mua này có thể đúng có thể sai, nhưng ít nhất là cái tư duy của anh chị đúng. Còn thực tế nó có thể sai. Ok, đấy là mình 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 loạn ha. Nhưng ít nhất tư duy của mình phải đúng đã. Còn tư duy mà, mà lên 25.5, 26 cái cắm đầu cắm cổ mua thì tư duy sai, dẫn đến sai thì đấy là 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 do mình. Nhưng tư duy đúng mà bị sai thì à thôi đổi cho lý do khách quan một tí để mình, mình 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 nhẹ nhàng hơn đó cái tâm lý của mình nó thoải mái hơn mình bảo à như vậy là tôi đã phân tích hết rồi đúng không ạ tôi đã ngắm nghĩa hết rồi thế mà tư duy của tôi là đúng đấy tôi mua điểm đấy là hỗ trợ mà điểm đấy là ngon mà đúng không nhưng mà không may thị trường nó sập ngày mai thị trường có ông 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 chủ tịch của thằng này nó bị khởi tố thì đấy những cái thông tin chúng ta không thể lường trước được đó nhưng mà ít nhất là phải tư duy về đúng đã đó và ở đây này những tài khoản mà mua 25.5 là bây giờ cóng này phiên ngày hôm nay cóng nhá xong phiên ngày thứ hai nó giã như một phát nữa cóng nhá xong đến phiên ngày thứ ba hàng về là bắt đầu bán bán xong thì gì ạ tăng và tăng xong thì gì ạ ngồi tiếc than thân tách phận than đủ các thứ than từ trên trời than xuống Đó. mà không may mà ví dụ ông nào mà suối ông ấy mua ở vùng 25 25.5 nhá thì ông ấy chửi cho lút mặt luôn không vuốt kịp mặt luôn đấy nhưng mà vấn đề là vì mình 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 sai tư duy đó chứ đừng có chửi người khác đúng không ạ là vì mình sai đó ví dụ BSR đấy, thứ ba cân tí ngon quá đấy có giá sâu sâu ở dưới này 17 17 3 ăn được ba cây hàng về chốt đấy ngày thứ năm 18 đấy này phiên ngày hôm nay bị chốt khá là khá là mạnh đấy 17.4 mà thủng thì lại ngắm lại vùng đây anh chị em 16 8 đến vùng 17 à, ờ, hình như cũng bị chốt đó thì đơn giản như vậy thôi oi ờ, đây này vùng kháng cự 10.6 đến 10.8 à, thế thì 10.6 10 kháng cự mua làm gì nữa đây về đây mua này à, tuần vừa qua này anh anh nào mà mua ở vùng 10 ngon này đó xong cái 10.6 bán ra rồi lanh quanh ở đây về đến 98 đến vùng 10 có khi lại trao phát à, biết đâu được trao xong rồi đến cái vùng này nó lại hồi lên phát rồi lại bán ra Đấy, nôm na như vậy <laughs> có những cái thời điểm chúng ta đánh vui vui anh chị đấy là gọi là đánh vui vui đấy bởi vì là bây giờ cổ phiếu này nó đi ngang nó đi sideways đó, đi sideways thì vui vui thôi chứ cũng không, không 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 mạnh mạnh tay được mạnh tay phát mà tự dưng nó sập phát gãy nền phát đi luôn vì banh hay đó phân tích một số các mã cổ phiếu nhóm banh và phiên ngày hôm nay thì ai đang cầm banh thì cân mạnh luôn 19 19 3 vào đây thì ít nhất là nó sẽ có diện một cái lực phục hồi gì à? t cộng đây và thậm chí trong phiên giao dịch ngày thứ ba các anh chị mua đúng cái điểm hỗ trợ luôn kết tuần thì tăng lên và như vậy thì khả năng là Vbank sẽ gì Sẽ ngắm lên khoảng cản 21 21.5 chốt. Đấy, ta đi sớm mà. Ta đi sớm hơn nhiều người. MEB khá là ok. Đấy, phiên giao dịch ngày thứ ba đây. Chạm đúng cản dưới 19.5, điểm này đang hồi 20.2. <laughs> và khả năng nhịp này thì MEB cũng hoàn toàn có thể ngắm lên vùng 21 cộng thậm chí là vùng 223 đó Techcombank Techcombank thì cũng khá là ok đấy phiên ngày thứ ba thì test lại vùng 32 đây và hồi lên phiên này có 33 dự kiến 34 35 thì canh mà chốt TP thì có vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây 18 18.2 có thể cân thêm mục tiêu thì sau chia đấy là giá sau chia anh chị nhá và mục tiêu thì chúng ta lại tiếp tục ngắm lại cả 19 19.2 à 19 5 lên đến đấy canh chốt VIP khá là ok sau chia VIP là chia này đấy, những cái hình vẽ ngập ngập ngừng, ngừng trên này là các ông chia này nên là phải vẽ lại chắc. Thì uh, về mặt kỹ thuật là uh, hiện tại là VIP đã gì ạ? Đã break cản 19 và sau đó gì ạ? Đang hướng về vùng giá mục tiêu 21 đến khoảng vùng 21.5. Đó, trước đây thì nó sẽ nằm ở khoảng vùng 2.5 thì bây giờ nó sẽ thành 19 sau khi chia. Thì anh chị lưu ý là khi chia thì giá nó sẽ giảm xuống theo cái chia các anh chị nhé chứ không phải là giữ nguyên đâu nhá. SHB thì hiện tại uh, đang cố gắng công cái cản ở đây, đó là cản bao nhiêu đây? 12.8 Đấy, công thành công 12.8 mà một cây nến đè thẳng lên 13 thì chúng ta sẽ tiếp tục ngắm lên 13.5 đến khoảng 14 và về mặt tín hiệu kỹ thuật thì về 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 mặt xu hướng thì cũng vẫn đánh giá rằng là rỉa SHB đang vào những cái trend tuần rất là tốt. Đó và mục tiêu tiếp theo của SHB có thể là về vùng 14, bay được cản 14 thì khi đó thì chúng ta sẽ tiếp tục ạ? chúng ta sẽ phân tích thêm đó, về mặt xu hướng. Còn SHB nhịp này thì coi như là ok đấy Bởi vì khi mà SHB nó vào một cái sóng ấy, Cái Các anh chị nó đánh cũng tương bừng lắm đấy, Đội đội đánh của thằng SHB này là đội đội khủng đấy nhá Chứ không phải đội đội vừa đâu đấy, Nó chơi một phát từ 8 lên tận 22 8 x 2 16 là cười hết thở cả răng rồi Xong Từ 16 nó còn bồi thêm cho thêm 4.000 nữa À đâu 8.000 nữa Lên 22 Đấy nhịp này cũng từ 8 biết đâu được Một ngày đẹp trời nó đánh lên cho tận 22 Thì anh em lại cười hớ hết cả mồm đó vậy thì đấy là những mã cổ phiếu đẹp à, những cái điểm vào đẹp xu hướng đẹp thì cũng đã có phân tích để cho các anh chị tham khảo thế còn là không có lùa gà hay không có gì đâu các anh chị nhé chia sẻ kiến thức thôi và mong muốn à, team cộng đồng chứng khoán chiến binh đến từng con sóng của chúng ta từ năm 2018 đến năm 2023 như vậy là cũng gần gần tròn 5 tuổi rồi à, 5 năm trên thị trường rồi đó và à, nó sẽ tiếp diễn cho đến lúc mà Hùng Lê sẽ giải nghệ đó thì à, những cái bản tin nó sẽ tiếp diễn cho đến lúc mà Uh, chúng ta không thể làm mãi cả cuộc đời được Đúng không anh chị? Chúng ta sẽ có một lúc Chúng ta sẽ phải nghỉ ngơi Đó uh, VCI VCI OK Nhóm ngành chứng khoán Thì uh, nhắc đến nhóm ngành chứng khoán Thì mình đã có phân tích rồi Như các anh chị đã biết rồi đúng không ạ? Và đối với nhóm ngành chứng khoán Thì cũng có đề cập đến nó là gì? Uh, tất cả các cái mã ngành chứng khoán Nó đang tăng theo trend tuần Nó tăng theo trend tuần Thì những cái nhóm ngành Mà nó đi vào được trend tuần thì nó tăng sẽ rất là sướng và nó tăng sẽ rất là dài và nó tăng chậm rãi đấy là những cái đặc tính à, khi các cổ phiếu hoặc các nhóm ngành đi vào trên tuần thì hiện tại là nhóm ngành chứng khoán đang ở trên tuần các anh chị đang ở trên tuần thì đối với VCI tuần này nó tiếp tục ghi điểm và tiếp tục à, công được lên cái vùng cảnh kỹ thuật ở đây vùng 37.5 đến khoảng vùng 38 ba cây nến test cực đẹp như vậy tuần tới thì nó dự kiến nó test lại vùng 36.7 mục tiêu thì sẽ ngắm lên vùng 40 đến khoảng cản 41.5 htm cực đẹp luôn htm trong tuần chính thức bứt cản 28 bồi thêm cho thêm hai cây nến khuyến mại nữa uh, test cung cực đẹp luôn như vậy là tuần tới thì khả năng nó có chỉnh cung thì nó cũng sẽ chỉnh về khoảng quanh vùng 28 đến khoảng vùng 28.2 hai uh, mục tiêu sẽ ngắm lên vùng 30 khỏe hơn sẽ là 31 như vậy HCM cũng là bay rồi SSI thì như cũng bay ở SNI thì bay chưa chưa cao được chưa cao lắm như vậy trong tuần thì SSI có điểm chỉnh cung kỹ thuật nó có điểm chỉnh cung kỹ thuật ở đây đó là gì ạ vùng 25 đến khoảng vùng 25.3 đây cây nến của ngày thứ hai và ngày thứ ba thì nó đều có diện có đều có cái điểm test điểm test kỹ thuật ở đây mục tiêu công 26 và hiện tại thì trong tuần thì 26.3 đây này cái cây nến này là nó đã vươn lên được trên và đóng cửa đúng ở cản 26 luôn đó thì như vậy là như vậy là cũng khá là ok nhìn về cách đi của và đặc biệt là 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 ba cái cái phiên này thì thì vôn nó lại vôn nó lại xìu này thế mới hay chứ vôn nó xìu là hay nhá đó và tuần tới chỉ cần một cái cây nó 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 phăng lên phát khoảng tầm 30 triệu cổ phiếu và nó xuất hiện một cái cây nến xanh sừng sững như này là thôi xong á đó. đó. là là bay tiếp đó, các anh chị nhá đó là bài tiếp thì như vậy là cản 27 và 28 sẽ là hai cái cản tiếp theo của SS2 VND cũng khá là ok đó VND VND cực hay rồi đấy đấy tuần vừa qua test cũng chỉ test trên vùng 18.5 18.7 thôi cản kỹ thuật 19.5 đến 20 tuần này thì nó tiếp tục công lại vùng 20 nhưng mà công chưa thành đóng cửa 19.7 khá là tốt nói chung nhìn về mặt xu hướng là ổn Dịp này thì chúng ta sẽ tiếp tục gọi là gì gọi là tiếp tục hò dấu ta kéo pháo thôi Tức là về xu hướng của nhóm ngành chứng khoán là tiếp tục tăng. cổ phiếu SHS, SHS thì đây, nhìn chung là trong tuần vừa qua thì SHS test đẹp á. Tất nhiên là SHS tăng không mạnh, nhưng nó test đẹp có nghĩa là nó không về được đến vùng 13 và nó đóng ở trên, tức là nó thì test ở trên 13.5 và nó rê rắt ở trên cái vùng 13.5 đến vùng 14 thôi. Ba cái nến xếp khá là sát nhau, nói chung là về mặt thực tế về mặt xu hướng chúng ta vẫn tiếp tục ngắm cản 14 8 đến khoảng 15 MBS thì tiếp tục ngắm ở đây là vùng kháng cự 20 trong tuần thì nó test khá là đẹp tuần tới thì đâu đó nó sẽ chỉnh cung lại chỉnh cung lại quanh vùng 19.2 anh chị 19.2 mà ok thì chúng ta sẽ tiếp tục cầm nắm để đưa lên cái target kỹ thuật cao hơn SBS tuần này thì gần như cũng đã hoàn thành vùng giá mục tiêu 8.3 đến 8.5 và tuần tới test tích lũy ở trên uh, vùng 7.9. Uh, tuần tới test tích lũy ở trên vùng 7.9 thì chúng ta tiếp tục uh, ngắm cản 8385. Bay được cùng 8.5 thì chúng sẽ đi xây target tiếp. VX thì không có gì phải nói cả, quá tuyệt vời, quá khỏe khoắn luôn. Tuần này thì như vậy là VX test cũng rất khỏe luôn, test ở trên 10.5 cộng. Và tiếp tục công kháng cự 12 và đạt được mắt target ở đây trong phiên ngày hôm nay là 12.4 trên 12 như vậy là vượt 0.4 đấy. Và đến thời điểm hiện tại thì như vậy là VX đã hình thành một con sóng có thể gọi là một tăng 100%, tăng 100% kể từ cái thời điểm hùng phân tích ở đây. Và chúng ta lần lượt xây được target 7.9, 9.3, 10.5, 12 và tuần tới thì khả năng khả năng thôi các anh chị nhé khả năng thì nó sẽ kéo tiếp và đang lựa lựa target khoảng quanh 14 bởi vì thời điểm này nhóm chứng khoán nó đang đánh rất là trâu nó trâu bò lắm và cái thằng VX này khi nó kéo thì nó kéo trâu lắm các anh chị nó kéo nó kéo trâu lắm và hiện tại thì dòng tiền cũng đang đánh rất là trâu chính vậy nên là chúng ta hoàn toàn có thể khả thi là nâng target lên ở tuy nhiên ngắn hạn thì 13 hàng kéo lên 13 hoặc là tuần tuần tới này nó sẽ chỉnh lại này đó điểm chỉnh cung sẽ từ 11.7 đến vùng 12 các anh chị nhé tích lũy thành công thì như vậy chúng ta sẽ tiếp tục uh, dự kiến là uh, vx sẽ tiếp tục kéo agr xong rồi thế này là xong con năm rồi đấy đấy sau một cái giai đoạn rất ngập ngừng nó và agr test ở vùng 12 xong đó thì test ở vùng 12 7 và chính thức bứt cản 13 6 đến 14 cây đến ngày hôm nay cực đẹp test lại trên 14 và kéo lên vùng 15 À, đó thì uh, như vậy thôi đó agr thì cũng đã nói với các anh chị rồi trên tuần mà nên là chúng ta cứ túc tác đi và agr thì đấy bây giờ là cái câu chuyện là agr 20 cái thời điểm agr đang ở đâu nhỉ ở sấp thấp ở dưới này đúng không nói đến 20 thì mọi người bảo mấy cái thằng điên đúng không nhưng mà bây giờ là 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 khả năng cao ấy là ít nhất là 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 là, 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 là đây này ít nhất ít nhất là là 18 này 17.5 đến 18 này rồi xong đó đến cái vùng này rồi thì chúng ta sẽ lên 20 thậm chí là vùng này có thể lên 25 tức là nó thành một cái một cái trend tuần nữa các anh chị một trend tuần thì nó đi rất là khủng 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 khiếp luôn đó đấy AR cái đoạn chúng ta bắt đầu gom góp ở quanh vùng 8 nhỉ 8 xong đó thì nâng lên target ở 10 target ở 10 xong nâng lên vùng 11.2 12 xong nâng lên vùng 13.6 14 và bây giờ thì 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 như thế này thì chắc chắn là khoảng vùng 17 rồi 17.5 17.5 khả năng là sẽ vươn tới đến vùng 7.5 nó khoảng 18 đẹp uh, APS APS thì cái con này cái đặc tính tạo lập của nó là gì uh, đừng có đua xanh đó và tuần này thì nó cũng đạp và may mắn là vẫn 13.6 14 vẫn giữ được khả năng nó sẽ xe quay vùng này và nó sẽ tiếp tục kéo thôi khả năng là nhóm chứng khoán nó ok như vậy thì nó sẽ kéo thế VDS cũng rất là ok đấy trong hai tuần vừa qua kéo từ vùng 12 tuần này thì chính thức là vượt vượt cản 13.3 và đang hướng tới vùng giá mục tiêu tiếp theo đó là khoảng quanh vùng 14 đến 14.5 đến khoảng 15 khá là ok ORS cũng rất là đẹp đó ORS đẹp hai tuần vừa qua đấy các anh chị tích lũy này ví dụ trong nhịp này thì cũng có phân tích ở đây rồi 12 7 13 sau đó nó kéo lên ở vùng 15 à, khi kéo lên ở vùng 15 thì Hùng tiếp tục phân tích chị ạ ở cái biên hỗ trợ kỹ thuật ở 13 8 đến vùng 14 các anh chị cứ xem lại các bản tin tuần đi nó có hết ấy. rồi tuần này thì quá đẹp luôn test ở 14.3 và tiếp tục vùng giá mục tiêu ở vùng 16 Nói chung là nhịp này thì chắc chắn kéo vượt 16 là cái chắc à Thế còn có có tăng được xem nào đó, đấy ví dụ đây các anh chị đấy hùng đã vẽ sơ sơ bộ đây đây này đấy nôm na là gì ông kéo lên đến đây ông vượt và ông có hai cây hai cái tuần chạy nước rút ở đây thì chẳng mấy chốc mà thằng 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 ors này nó lại về hai hai tám ba mươi bây giờ ấy mà đó đây các anh chị này đấy thì kiểu như thế này thôi cái cách miếng đánh này thì khả năng nó nó cũng xem xem như bên này thôi và nó chỉ cần khoảng tầm độ hai tuần như vậy thôi nó chạy nước rút thì thôi xong bắt đầu lên đến trên này là bắt đầu cóng bắt đầu mua hút xúc Đấy, xúc lấy xúc để đi xong nó đạp cho một phát từ 30 mà nó lại chơi về cho khoảng tầm quanh 15 mà thôi chết cha rồi 50 phần trăm Đấy nên là thời điểm nó quan trọng lắm anh chị nhé thời điểm nó quan trọng lắm thời điểm và giá vốn nó sẽ là những cái yếu tố rất quan trọng để nó quyết định cái 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 thành hay cái bại của chúng ta ở trên thị trường rồi Ok như vậy là cổ phiếu danh mục cổ phiếu chúng ta sẽ tạm dừng tại đây Chúng ta sẽ bắt đầu đi vào bản tin phân tích tuần video số 182 thì uh, trên bản tin tuần video 182 thì về cơ bản thì các anh chị cũng nắm được rồi những cái gì mà mình truyền đạt ở trong bản tin phần cuối thì các anh chị nắm được rồi thì Hùng có tóm lắt lại ở hàng tuần và hàng ngày thì Hùng có phân tích có những bản tin phân tích khá là trực tuyến ở đây thì chúng ta nói đến VN30 thì khả năng sẽ test lại ở khoảng quanh vùng 1100 và sau đó thì cái cái điểm sâu hơn nó sẽ ở quanh quanh vùng 1090. Và cản tuần của chỉ số VN30 thì chúng ta vẫn tiếp tục đánh giá ở vùng 1120 đến 1125. Ok anh chị chúng ta sẽ nhìn lại cái chỉ số VN30 ở trên chart kỹ thuật tuần ở trong tuần vừa qua. Thì đây chúng ta sẽ nhìn lại này, chỉ số VN30 đây. Thì trước khi mà ông có chia sẻ lại cái uh, có phân tích cái 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 cái, cái tuần tuần mới á thì các anh chị có thể nhìn lại cái trạc kỹ thuật của đất xanh như này. Đó, đất xanh. Thì vì sao ông lại 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 nói như vậy thì cái phiên giao dịch của ngày 20 mươi các anh chị. Đây, bắt đầu vào phiên giao dịch ngày 20. Thì chúng ta thấy rằng là đến gần như đến cuối phiên ATC thì tất cả các mã cổ phiếu của cả thị trường mới bắt đầu kéo. Bắt đầu kéo và cái thời điểm hùng hùng có khuyến nghị các anh chị là chúng ta đang có cái gì đang cầm cái gì đang đang ôm cái gì thì chúng ta bắt đầu chúng ta phải hành động và chúng ta cân đó thì như vậy với đất xanh ví dụ như vậy thì lúc nãy Hùng có phân tích ấy, ông bảo là chúng ta lồng ghép lại thì chúng ta thấy rằng là cái biên 14 6 14 7 đúng không ạ? Là hoàn toàn chúng ta có mua trong cái buổi sáng của 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 phiên ngày giao dịch thứ ba. Và từ đây thì đất xanh đã tăng lên 16. Thì như vậy là ví dụ như là từ 14.8 mà 16 là chúng ta mất hai và hai mà chúng ta chia cho 14.8 như vậy là chúng ta sẽ bị mất khoảng tầm 8 phần trăm 8 phần trăm so với ví dụ như hôm nay các anh chị mua ở trên này thì chúng ta bị mất khoảng tầm 8 phần trăm 8 phần trăm trong một tuần và các anh chị so sánh với lợi suất ngân hàng gửi ở ngân hàng bây giờ đâu đó nó được khoảng tầm 6 phần trăm một năm thì các anh chị hiểu được là cái giá trị của thời điểm chúng ta vào cổ phiếu mua cổ phiếu nó quan trọng như thế nào đó thì ông chỉ nói như vậy để hai cái con số như vậy thôi để các anh chị so sánh tức là tám phần trăm trên một tuần cho một mã cổ phiếu cho một điểm mua cho một thời điểm so với sáu phần trăm lãi suất các anh chị gửi ngân hàng trong một năm đó như vậy là các anh chị thấy là cái thời điểm nó quan trọng như thế nào đúng không ạ? Thì đây, đối với chỉ số VN30 đây các anh chị, đây cái điểm này chính là điểm mà bắt đầu vào phiên giao dịch của ngày 19. Thì chúng ta có dự báo đầu tiên, VN30 sẽ quay trở lại test uh, vùng 1110 đây các anh chị thì ngay lập tức là trong phiên giao dịch của ngày thứ hai thì chỉ số VN30 uh, quay trở lại test luôn. Đấy test luôn. Và khi nó thủng cái điểm đó, đấy các anh chị nhìn thấy ạ, điểm này nó bị thủng này thì xu hướng cái điểm đó bị thủng thì nó sẽ quay về vùng 111095. Đó, nó sẽ quay về vùng 1095 đến vùng 1093 và khi cái vùng 1093 1095 này nó bị thủng á thì khi đó thì nó mới về đến cái vùng gì ạ 1088 1090 và rất may là trong tuần vừa qua thì uh, khi mà về đến cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây là gì ạ trong phiên giao dịch của ngày thứ ba tại thời điểm chúng ta bắt đầu phân tích nhận diện thấy là gì thì, uh, thị trường bắt đầu có cái sự phục hồi mạnh thì đấy là những cái thời điểm mà diện thị trường kết thúc uh, nhịp nhịp diện nhịp giảm bắt đầu vào nhiều tăng À nhiệt tăng đầu tiên thì đương nhiên ông phải công lại vùng 1110 đây và vùng cảnh kỹ thuật của chỉ số VN30 trong tuần vừa qua. Đó thì là đã phân tích lên ở đây đó là vùng 1120 đến 1125. Thì các anh chị nhìn thấy đây đấy là uh, chỉ số VN30 ở trong phiên kết tuần thì chỉ số này đã có gì Có thời điểm kéo lên và chính thức là đóng cửa trên vùng 1125. Đó, trên mươi 1125 như vậy là rất là ok. Thì um, các anh chị nhìn về cái xu hướng đúng không ạ? À, nhìn về đây thì các anh chị cũng hoàn toàn có thể hiểu được đây là gì có nghĩa là chỉ số vn30 hiện tại đang nằm ở vùng kháng cự rất mạnh ở vùng 1125 1120 và thậm chí tuần tới nó sẽ va vào vùng 1130 ở à, đây là cái điểm điểm tâm lý các anh chị chính vì gặp cái điểm tâm lý này thì nó sẽ diện nó sẽ dội lại và nó sẽ dội lại thì các anh chị cũng nhìn thấy đây đó là những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật rất tiềm năng của chỉ số vn30 đó chính là vùng 11 một năm đến khoảng quanh vùng 1120 đây là vùng hỗ trợ kỹ thuật cực kỳ tiềm năng của chỉ số VN30 trong trường hợp nếu VN30 đạp về đây và gì long lại và bứt thoát được vùng 1125 1130 như vậy là gì ạ chúng ta tiếp tục kỳ vọng thị trường tiếp tục tăng và như vậy khi mà cái tín hiệu kỹ thuật này xảy ra thì như vậy là VN30 sẽ hướng về vùng 1140 điểm Ở 1140 điểm các anh chị nha rồi đối với phái sinh thì cũng có tóm được sơ bộ đối với chỉ số phái sinh thì chúng ta sẽ có những vùng test kỹ thuật ở quanh 11100 Và vùng cản kỹ thuật của chỉ số phái sinh thì vẫn là 1120 đến 1125 thì các anh chị có thể nhìn thấy đây Thì trong tuần vừa qua thì phái sinh cũng test kỹ thuật cực kỳ hay đúng không ạ Đấy đầu tiên nó test về gì ạ 11 thì 1110 và điểm test thứ hai là suýt soát về vùng 1090 Đấy. mà trong cái dự báo của chúng ta là khoảng vùng 1087 đến vùng 1090 thì nó 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 test suýt soát trong cái phiên giao dịch ngày 21 và bắt đầu diện kéo lên đó vậy thì hỗ trợ là gì kháng cự là gì các anh chị đã hiểu được cái, cái 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 nguyên lý vận hành như vậy và khi chúng ta phân tích được đúng trúng đủ hoặc là đúng trúng gần đủ hoặc là gần đúng trúng đủ hoặc là nói chung là như vậy thì À, chúng ta sẽ có một một cái một cái góc nhìn khá là ok. Thì và cản kỹ thuật của chỉ số phá sinh ở đây các anh chị này thì chúng ta nhìn thấy đây ạ. Gặp lên đây rồi đây điểm đây là 1120. Điểm này 1120 cũng phải xả lại và điểm này thì đang ở suy soát 1120, tức là vùng 1120 đến 1125 của chỉ số phá sinh Hiện tại thì đang cơ bản là vùng kháng cự mạnh. Vậy thì Vậy thì sang tuần tới, sang tuần tới thì chúng ta sẽ nhìn ngắm như thế nào? Tức là nhìn ngắm ở vùng 1110. Và đây chúng ta kéo view sang ở đây một tí thì như vậy ở cái biên tiềm năng, biên tiềm năng ở đây sẽ là ở khoảng vùng 1105 đến vùng 1110. Đây sẽ là vùng chỉnh cung tiềm năng của chỉ số VN30. Chỉnh cung tiềm năng và trên cơ sở là chỉnh cung test nền tích lũy thành công ở ở cái vùng này rồi á thì khi đó thì chúng ta sẽ tiếp tục ngắm về cái vùng 1125 và về cơ bản về chỉ số phái sinh nếu như khỏe thì sẽ kéo về được khoảng quanh 1135 đến khoảng vùng 1136 đó là cái dự báo sớm của Hùng về xu hướng thị trường trong tuần mới còn đối với chỉ số VN Index thì cũng không có gì cả nhìn chung đầu tiên là ông sẽ test 1100 sau đó thì ông hạ xuống vùng 1 105 và cái điểm sâu hơn ở đây đó là gì ạ? Vùng 1095 đến vùng 1100 là cái điểm tỳ bật, là cái điểm then chốt, là cái điểm mà 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 ông đừng có vỡ đúng không ạ? Ông không được phép vỡ và ông làm gì thì ông làm, đến đây là ông phải long lên cho tôi. Đó thì những cái ý đấy là ông đã có truyền tải với các anh chị rồi và và đến 1105 thì nó lại bắt đầu long lên. Đó à, long lên thì chạm cản thứ nhất thì nó đạp xuống một cái đó, xong đến gì ạ? Vùng cản kỹ thuật thứ hai thì nó lại lo lên và ở trong cái, cái phân tích tuần thì cũng có nói đến là index thì chúng ta vẫn tiếp tục cản tuần ở vùng 1025 điểm đến vùng 1030 điểm và các anh chị nhìn thấy đây thì chính thức là index tuần đóng cửa vùng 1129 điểm tức là đã qua 1030 rồi nhưng mà diện nó lại lóc lại đấy. Và và có một cái điểm khá là hay đó là gì? Sau khi tạo gáp thì cái chỉ số VN-Index của chúng ta là gì ạ? Gần như không lấp lại gáp, không lấp lại gáp và nó chỉ bươn ở trong cái cái phần của nó này thôi. Như vậy thì nếu như chúng ta nhìn ở trên góc độ kỹ thuật à, tuần tới đúng không ạ? Tuần tới thì um, gọi là vùng chỉnh cung kỹ thuật tiềm năng. Vùng chỉnh cung kỹ thuật tiềm năng của chỉ số VN-Index để mà thị trường đi tiếp đó là gì? Vùng 1115 đến khoảng vùng 11120 và 1122. Đây là vùng chỉnh cung tiềm năng Nếu như ông test tích lũy thành công ở trên cái vùng này Thì như vậy là index cái, cái cơ hội mà index để bứt khỏi cái vùng 1130 và để hướng lên cái vùng cản kỹ thuật 1140 là rất cao. Ok anh chị và uh, và trong cái phân tích định hướng đến thời điểm hiện tại thì ông Lê Thiên về kịch bản là 70%, 70% là index sẽ bẻ 1130 để đi tiếp. Và chỉ có 30% là index chạm 1130 và chỉnh cung. Đó thì chúng ta sẽ À, sẽ sẽ chờ đợi thêm cái tín hiệu kỹ thuật ở trong tuần tới thì cũng sẽ phân tích thêm à, còn trên biểu đồ VN Index ngày thì cũng sẽ cho các anh chị một cái góc nhìn sơ sơ họa như thế này Thứ nhất là à, đây Cái vùng 1095 đến vùng 1100 đúng các anh chị Đó là cái vùng hỗ trợ kỹ thuật then chốt Thì rất may trong tuần vừa qua đến phiên giao dịch ngày thứ ba Thì thị trường của chúng ta bắt đầu phục hồi Và đến thời điểm hiện tại là Index của chúng ta đóng lưng chừng đồi gọi là trăng treo đầu ngọn núi và đấy là một câu nói hùng nói vui như vậy và đúng thật là như vậy tức là nó đóng lưng chừng như này là nó nó mang cái cảm giác cho các anh chị là rất là hoang mang đúng không ạ à, tuy nhiên thì chúng ta phân tích mọi ngọn ngành thì đến thời điểm hiện tại là lòng của thị trường đang rất là ok nội tại thị trường tốt và nếu như chúng ta loại bỏ hết tất cả các cái yếu tố thiên tai động đất rồi um, gọi là hỏa hoạn những yếu tố bất bất thường mà hùng chưa thấy chưa nhìn thấy tức là đến tại thời điểm kết phiên chiều thứ sáu này là tất cả nhà đầu tư chưa nhìn thấy đúng không? ví dụ như là khởi tố ví dụ như là bắt bớ ví dụ như là các cái chính sách của chính phủ vân vân vân, vân. thì nội lực của thị trường đang rất là ok và tất cả các mã cổ phiếu chúng ta có à, có xương sống của thị trường và dòng tiền có sự luân chuyển và đỡ cho nhau như vậy là cực kỳ là tốt như vậy thì và cái thứ hai nữa là các anh chị nhìn thấy này sau một cái đoạn đạp á, thì cái thanh khoản thanh khoản của ở uh, in của chúng ta của thị trường của chúng ta bắt đầu có cái xu hướng giảm từ uh, từ sau cái phiên uh, phiên giao dịch ngày bao nhiêu đây này, phiên giao dịch ngày mùng 8 tháng 6. Thì xu hướng giảm giảm và bắt đầu đến tuần này thì cái gì ạ, xu hướng bắt đầu bơm lại và trong cái xu hướng tăng trưởng của thanh khoản thì nó lại có tăng trưởng của điểm số. Đấy là một điểm cộng các anh chị nhá. Ví dụ tăng trưởng của thanh khoản mà điểm số quang tèo thì đấy là điểm trừ, điểm trừ cực kỳ nặng. Nhưng tăng trưởng của thanh khoản cộng với tăng trưởng của điểm số tức là song song thì nó cực là ok và như vậy như vậy là hùng sẽ kỳ vọng là tuần tới thì sẽ có một cái cây nến tạo lập sẽ kéo banh kéo trụ hay kéo cái gì đó tóm lại như vậy và nó sẽ kéo để vượt thoát có một cái cây nến xanh vượt thoát được cái vùng một một ba mươi và khi index mà vượt thoát được vùng một một ba mươi thì trời biển của ta ở trên này rồi và nếu mà chúng ta view ở trên cái 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 chen ngày ấy thì nó nó mênh mông lắm nhưng mà ít nhất là hùng sẽ ngắm lên được nếu như trả kỹ thuật ngày thì chúng ta sẽ ngắm lên được ở vùng một một tức là Index có khả năng lên cái target tiếp theo ở vùng một một đó và khi lên một một mà ngon lành rồi á, thì có khi nào là có chăng là một một đến vùng một một đây là một cái target mơ ước của thị trường và hùng cũng mơ cái điều này nhưng mà vấn đề là gì Vấn đề là có thành công hay không thì nó phải đáp ứng một số các cái tiêu chí kỹ thuật mà Nhung đã có phân tích. Đó là gì? Những cái vùng chỉnh cung mục tiêu, những cái vùng chỉnh cung tiềm năng mà thị trường cần phải đạt được và không được phá vỡ những cái vùng chỉnh cung tiềm năng đó thì cái cơ hội để thị trường bứt cản 1030 ở trong tuần tới là cao. Ok, bản tin tuần này thì xin phép được dừng tại đây và rất mong các anh chị em nhà đầu tư trên khắp mọi miền Tổ quốc thì tiếp tục đồng hành và ủng hộ ông Lê đồng thời thì những anh chị em đang đầu tư ở các công ty chứng khoán khác hoặc là đang ở các cái môi trường khác thì cũng trân trọng kính mời anh chị về với team của ông lê tại công ty cổ phần chứng khoán VPS để chúng ta tiếp tục đồng hành chúng ta tiếp tục chia sẻ chúng ta tiếp tục có những cái sự tương tác ở à, hai chiều các anh chị sẽ cho hùng những cái bài học rất là tốt và hùng cũng sẽ cho các anh chị những cái điểm mua những cái kiến thức mà khả năng là nó cũng sẽ dùng được ở trong cái quá trình đầu tư thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả anh chị em nhà đầu tư trong các bản điểm tin tuần tiếp theo